Mình đến phần diễn ngâm một đoạn sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Thầy để bắt nhịp cầu giao cảm cho ông giáo lý viên ban phổ truyền giáo lý ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Phần này xin kính mời hai đồng đạo Nguyễn Thị Mỹ và Nguyễn Thị Minh Tươi đến để nhắc lại lời Châu Ngọc Cô Tổ Thầy. Vậy trân trọng kính mời. Nam Mô A Di Đà Phật. Mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ đến tội rồi, mở hối muộn màng chỉ cho bằng ta. Dình giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung qua lành đau mắt cõi Tây Phương, chư Phật đợi chờ. Việc tu thân thiện tinh hẳn hờ, chừng qua đến nè cho khó tranh. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kéo phụ Phật xương. Lòng từ bi chẳng quản thiền giác rước đưa sanh chung. Trong một nước nhân tài hữu dùng, kẻ tu hành đã bước thì niềm ơn nghĩa con đền dứt nợ. Ao sen bao Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chi tâm. Ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát Bồ Đề dừng chắc. Giờ đừng nghe cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng. Tình giữ vẹn đạo trung, trừ lục dục chớ cho ô nhiệm. Thập tâm ma diệt nghe bằng nghe trí kiếm rứt xong rồi, vô sự thành biển hồng trần lao lý diệu dơi, sâu đầy mãi trong dòng ngủ trượt. Thân hôi tanh mũi rồi đón rước, thêm nhọt u ghe lạc phong.
Đà Phật. Ban tổ chức chúng tôi xin chân thành cảm ơn hai đồng đạo. Kính thưa quý vị, đến phần thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, phần này xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trịnh Văn Hiền, giáo lý viên ban phổ truyền giáo lý, ban trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Chúng tôi xin nhắc lại 6 câu như sau: mau thức tỉnh, tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật. Đến lâm chung quả lành đau mắt, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Xin trân trọng kính mời ông giáo lý viên ban phổ truyền giáo lý, ban trị sự trung ương đến làm phận sự. Vậy trân trọng kính mời ông. Mời cô ba và đồng đạo mình cổ vũ cho một tràng pháo tay. Dây chân thành cảm ơn. Kính thưa toàn thể quý quan khách, chư quý đồng đạo, thì tôi xin chuyển lời lại tất cả quý vị, thì ông trung tá công an huyện Thanh Bình cũng như các quý vị đại diện cho là Ủy ban Nhân dân của xã Tân Hòa thì đã bận công việc họp tại cơ quan nên không tham dự cái chương trình thuyết giảng của chúng ta được, thì mong quý vị cũng hoan hỷ cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ông Lê Văn Mạnh, Phó trưởng ban ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hòa. Kính thưa ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hòa. Kính thưa quý quan khách đại diện cho các ban trị sự xã bạn, xã phường, thị trấn trong và ngoài huyện Thanh Bình của chúng ta. Kính thưa đoàn quay phim A Bình A. Kính thưa kênh YouTube quay phim Cô Bảy Miền Tây. Kính thưa nhà hảo tâm, kính thưa các nhà mạnh thường quân, kính thưa các quý vị chân tu tâm đạo, quý vị tín đồ thuần thành của Đức Tôn Sư Vô Vàng tôn kính của chúng ta. Kính thưa quý ông, quý bà, toàn thể quý cô bác, anh chị em, đồng đạo kính mến. Thưa quý vị, hôm nay vào ngày 17 tháng 7 năm 2024, nhằm ngày 12 tháng 6 năm Giáp Thìn, cũng là ngày thuyết giảng lần 3 quý 2 tại ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hòa này. Thưa quý vị, thật là một cái điều hết sức là đầy đủ duyên lành. Tôi nhớ không lầm, đây là lần thứ 2 kể từ đầu năm 24 đến nay tôi được đến ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hòa này lần thứ 2 theo lời đề nghị của ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hòa, để được gặp gỡ tất cả quý cô bác, anh chị em, đồng đạo chúng ta là những quý vị lớn tuổi, quý vị tín đồ thuần thành chân tu tâm đạo của Đức Thầy, để cùng nhau chúng ta thực hiện qua những cái phương tiện pháp môn, tức là chúng ta thực hiện những cái lời dạy Đức Thầy, tâm tình chia sẻ cùng nhau để chúng ta giúp nhau thẳng tiến đến chỗ an vui giải thoát. Thì thưa quý vị, giờ đây đứng trước cái khung cảnh trang nghiêm với mái đạo tràng thanh tịnh mà tất cả đồng đạo chúng ta đã thể hiện qua cái tinh thần đoàn kết, tức là yêu thương lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Thế nên mà tất cả quý vị tạm gác lại công việc đời tư của mình, nhín chút thời gian quý báu đến đây tham dự ủng hộ qua cái chương trình thuyết giảng này, làm cho buổi thuyết giảng hết sức là tăng thêm phần trọng thể. Mà quý vị đã thể hiện qua cái tinh thần thương thầy lo đạo, Đức Thầy đã cho biết
Tầm sức nhỏ còn làm nên kén, người không lo có thẹn hay chăng. Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng, với tín nữ thiện nam Phật giáo. Nên cố gắng trao thân gìn đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Hay hoặc là Đức Thầy còn cho biết thêm bổn phận của chúng ta, phải noi theo chí đức của tiền nhân hầu làm trí tuệ được minh mẫn, nặng đi đến con đường giải thoát, dẫn dắt dùm kẻ xa cơ, và nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đã có tinh thần từ bi bác ái được reo rễ khắp nơi nơi trong bá tánh. Như vậy mà chẳng thế công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội cho kẻ đời sau vậy. Thưa quý vị, trước khi đi vào nội dung của cái chuyên đề tìm hiểu ý nghĩa qua 6 câu giảng mà sư ngôn vừa giới thiệu trên, thì lời nói đầu tiên của tôi xin trân thành kính gửi đến tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất của chúng tôi. Thưa tất cả quý đồng đạo kính mến, với cái bổn nguyện thiêng liêng của Đức Tôn Sư vô vàn kính yêu của chúng ta, Ngài đã từng cho biết: biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào dòng hạnh phúc. Thế nên vào ngày 18 tháng 5 năm 1939 tại làng Hòa Hảo, Đức Thầy chúng ta chính thức khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Với sứ mạng lâm phàm độ thế, Đức Thầy chúng ta ngày dùng 3 phương tiện cùng một lúc, đó là trị bệnh độ đời, thuyết pháp độ đời, viết kệ giảng độ đời. Chẳng bấy chốc lâu mà hàng triệu con tim tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trở về tổ đình để được nghe Đức Thầy chúng ta thuyết pháp, để được Đức Thầy chúng ta trị bệnh, được thỉnh sấm kinh, về nhà để lo tu hành. Thưa quý vị, với cái sứ mạng sáng tác sấm thi độ đời tại nhà thương chợ quán năm Tân Tỵ 1941, lúc này Đức Thầy chúng ta bị chính quyền người Pháp lưu cư tại nhà thương chợ quán. Đức Thầy tiếp tục với cái sứ mạng sáng tác sấm thi độ đời. Tại đây Đức Thầy đã sáng tác được 20 bài thi văn dài ngắn. Trong đó đặc biệt Đức Thầy chúng ta, Ngài đã sáng tác quyển Phiến Tiện, còn gọi là quyển Năm. Đó là quyển vô danh của ông cư sĩ. Đức Thầy Ngài viết dài 776 câu, tất cả trên dưới 5.432 từ. Ngài viết theo hai thể văn, đoạn đầu và đoạn cuối Đức Thầy chúng ta Ngài sáng tác theo cái loại văn lục bát. Đoạn giữa Đức Thầy chúng ta Ngài viết theo thể văn Thất Ngôn Trường Thiên. Hàm ý của quyển Phiến Thiện này: mở đầu quyển Phiến Thiện, Đức Thầy đã tóm tắt lược sử của Đức Phật Thích Ca. Bên cạnh đó tiếp theo, Đức Thầy đã chỉ cho tất cả nhân loại chúng sanh đã biết được 8 điều khổ ở cõi ta bà, mà Đức Thầy còn cho biết Đức Thích Ca từ xưa dạy bảo khổ ta bà nhiếp lại 8 phần. Bên cạnh đó, Đức Thầy cũng giới thiệu qua cái chương trình pháp môn tịnh độ, đó là lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt chiều tất cả chúng sanh, nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc. Bên cạnh đó, Đức Thầy còn chỉ cho tất cả nhân loại chúng sanh thấy được 10 cái nghiệp. Đức Thầy chỉ chúng ta 3 cái nghiệp, tức là 10 điều ác. Và Đức Thầy bên cạnh dạy cho tất cả nhân loại chúng sanh chúng ta hành thập thiện. Và bên cạnh đó, Đức Thầy chúng ta cũng chỉ ra cái cõi ác trược ở cõi ta bà này cho chúng ta biết mà chúng ta giác ngộ tu hành. Thưa toàn thể đồng đạo kính mến, tại buổi diễn đàn trọng thể gặp gỡ tâm tình chia sẻ với quý vị hôm nay, chúng tôi xin được tìm hiểu ý nghĩa chia sẻ với quý vị qua 6 câu giảng trong quyển Phiến Thiện, tức quyển Năm này như sau. Đó là: mau thức tỉnh tu thân kẻo trệ, đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây phương chư Phật đợi chờ. Thưa quý vị, trước khi qua 4 câu giảng này thì một đoạn trước Đức Thầy cho biết: cõi ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Rồi mới tiếp tục Đức Thầy mới kêu gọi là mau thức tỉnh tu thân kẻo kệ. Thưa quý vị, giờ đây tôi cùng quý vị chúng ta tìm hiểu qua ý nghĩa từng câu và qua 6 câu giảng trong một đoạn giảng này,
Đức Thầy dạy người tín đồ Phật giáo hảo chúng ta làm gì trong cuộc sống, và đặc biệt chúng ta thực hiện qua 6 câu giảng này trên con đường hành thiện tri kinh, thì cuối cùng chúng ta sẽ được giảng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc. Thưa quý vị, bây giờ đầu tiên chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu qua cái câu thứ nhất, Đức Thầy dạy như thế nào quý vị. Câu thứ nhất thì Đức Thầy cho biết: mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ. Cái chữ mau là gì quý vị? Chữ mau tức là nhanh, là lẹ, hối thúc lên. Như vậy thì thức tỉnh là gì? Cái chữ thức là biết, cái chữ tỉnh là ngộ. Như vậy thì mau nhanh lẹ để tỉnh ngộ ra cái cuộc đời này đó là vô thường, xác thân cũng vô thường, hoàn cảnh vô thường, tâm chúng ta cũng vô thường, nó không bền chắc. Như vậy thì tiếp theo Đức Thầy cho biết là mau thức tỉnh rồi, như vậy thì tu thân là tu như thế nào, rồi kẻo trễ là kẻo trễ ra sao. Đó là cái câu thứ nhất, ý nghĩa Đức Thầy dạy đồng đạo chúng ta. Chúng ta vào đây mời quý vị chúng ta tìm hiểu qua ý nghĩa từng câu Đức Thầy chúng ta dạy như thế nào. Thì thưa quý vị, mở đầu thì Đức Thầy cho biết đó là cái chữ mau. Mau tức là lẹ, Ngài đã hối thúc quý vị mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hồi này. Hay là mau trở lại đừng theo tà quỷ tham sân si cho để trong lòng. Như vậy thì trước tiên hai cái câu giảng đầu tiên đó, thì cõi ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại cũng người của người cũng thế. Như vậy thì Đức Thầy chỉ cho cái cõi ta bà giống như cái đèn dầu đó các bác. Tức là khi mà nó gần hết dầu thì tim lụng, tức là dầu mòn. Thì thân tứ đại chúng ta đó thì nó cũng giống như cái đèn hết dầu tim lụng như vậy. Như vậy thì Ngài mới dục thúc chúng ta là mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ. Như vậy thì cái chữ mau tức là dục thúc. Rồi bên cạnh đó Đức Thầy cho biết đó là thức tỉnh tức là biết, là ngộ. Mà như vậy thì mình thức tỉnh, mình ngộ nhận ra cái gì được cô bác? Mình ngộ nhận ra như thế nào đây quý vị? Như vậy thì mở đầu một đoạn trong bài lời khuyên bổn đạo bài 2 đó, thì Đức Thầy cho biết đó, trong khi các trò cỏ trong biển mê sông khổ thường bị chướng nghiệp nhiều đời, làm cho linh hồn phải chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp. Ấy chẳng qua vì lục căn sai đắm lục trần, ý thức lầm lạc của các trò, nhận lấy cái thân này là thật, phải không quý vị? Cảnh phú quý cùng cuộc tình duyên tồn tại vui sai nào hay thân vô thường tạm mượn do tứ đại hiệp thành, phải không? Cảnh phú quý của các trò có cảnh phú quý của các trò tựa đám phù dân, cái sắc nước của các trò không chi bền chắc, cũng như cành hoa sớm nở chiều tàn. Còn lưng hồn hòa tội trướng phải lưng kiển báo đền, phải quý cô bác? Chúng ta tưởng rằng đâu đó là cái thân chúng ta khi cha mẹ sanh ra thì sống chắc cũng 100 năm. Của cải tài sản vợ con chúng ta đó là ruộng đất xe hơi nhà lầu, vàng bạc đô la chắc là cũng mãi mãi của ta. Phải không quý vị? Chúng ta cho rằng là vậy, mà thật ra không phải quý vị à. Đức Thầy Ngài khẳng định thế này: vì linh hồn chưa hoàn toàn tròn đạo hạnh đắc quả vị, nên phải đầu thai làm con người ở thế gian. Mà mỗi khi đầu thai làm con người ở thế gian thì phải chịu với cái sự định lực chi phối của thiên nhiên. Định lực ấy còn gọi là gì? Thành trụ hoại không. Hay chúng ta hiểu một cách cụ thể hơn, đó là sanh già bệnh chết, phải không quý cô bác? Từ xưa tới giờ đồng đạo mình có thấy là những người thân của mình, ông bà của mình, cha mẹ của mình có ai sống hoài không quý vị? Xin thưa không, phải không? Sống một giai đoạn nào đó, đến một mức độ nào đó thì cũng phải đi theo cái định lực mà thôi. Đó là định lực sanh già bệnh chết. Bây giờ cô bác mình nhìn lại coi nghe, bây giờ cha mẹ sanh ra đó thì bây giờ là sanh là khổ rồi. Tất cả các đứa bé trên thế gian này khi mà mở mắt chào đời đều cắt chung một tiếng khóc. Tức là gì quý vị? Khổ ha. Tức là chẳng bằng lòng với cái cõi cực khổ ở ta bà này. Rồi cha mẹ sanh ra cái sự khổ ha rồi tiếp tục đó, thì cha mẹ nuôi lớn lên. Lớn lên cái gì? Già. Phải không quý vị? Lớn lên cái già. Già rồi xong cái tiếp tục cái bệnh. Bệnh rồi xong cái chết. Tức là sanh già bệnh chết này tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Định lực này được đặt lên người này, lên người khác, rồi người khác nữa, tức là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai, phải không quý cô bác? Chúng ta nên nhớ rằng đó là Đức Thầy cho biết nhiều phương thuốc ngừa sau ngăn trước, phải không? Cũng không tránh được lực tuần hoàn. Cô bác mình thấy ra khi có cô bác nào đồng đạo nào đi bệnh viện nhiều, đi bệnh viện lớn, đi bệnh viện giỏi, có khi nào tránh được cái chết không? Xin thưa không cô bác, không chết được, cũng không bao giờ tránh được.
Như vậy là bốn cái nỗi khổ của xác thân rồi. Bây giờ bên cạnh đó Đức Thầy chỉ cho chúng ta thấy bốn cái nỗi khổ của tâm linh, phải không quý vị? À, bây giờ là mưu cầu không thành cũng khổ nè. À, rồi là ái biệt ly chia lìa khổ nè. Rồi quán thù gặp nhau khổ nè. Rồi giàu nghèo lo sợ khổ nè. Như vậy thì xin thưa cô bác, bốn cái điều khổ tâm linh và cộng thêm bốn cái điều khổ của xác thân mà Đức Thầy cho biết đó là khổ ta bà nhiếp lại tám thần. Sự thật xin thưa cô bác, mình ai cũng đều khổ. Bởi vì mà ông Đoàn Như Khê đó, ông có bốn cái câu thơ thế này là đồng đạo. Ông nói là bể khổ mênh mông sóng lục trời, khách trần chèo một chiếc thuyền khơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, gẫm lại rồi trong bể khổ thôi, phải không quý cô bác? À, như vậy thì bể khổ mênh mông mà Đức Thầy cho biết sao? À, Đức Thầy cho biết cái bể khổ tức là biển khổ rồi quý vị à. Ta bà khổ, ta bà lắm khổ. À, như vậy thì bể khổ mênh mông sóng lục trời tức là cái biển khổ thế gian này. Cô bác mình thấy đó là không có ai đo nó dài bao nhiêu, nó ngang bao nhiêu, nó sâu bao nhiêu, nó rộng bao nhiêu, phải không? Thành ra như vậy thì bể khổ tức là biển khổ đó quý vị. À, biển khổ mênh mông sóng lục trời nó dời dợi không tính đo đếm được. Như vậy thì khách trần chèo một chiếc thuyền khơi. Thưa quý vị, khách trần là ai đồng đạo? Khách trần có phải tôi và tất cả quý vị ở thế gian này đều là khách trần không? Phải quý vị? Cha mẹ chúng ta sanh ra mà có mặt trên cõi đời là mình là khách trần đó quý vị à. À, không gì lạ chăng á. Khách trần chèo một chiếc thuyền khơi. Cô bác mình nghĩ coi nghe, trong hội trường này đó có chú có cô mình chèo 70 ngoài năm rồi đó. À, có chú có bác có cô có thím mình chèo 60 ngoài năm. Rồi có người chèo 50 ngoài năm, có người mới chèo 30 mấy năm, có người thì mới vừa chèo trong biển khổ. Phải không quý vị? À, như vậy thì bây giờ là khách trần chèo một chiếc thuyền khơi. Tiếp tục đó là dầu ai ngược gió ai xuôi gió. Như vậy thì cái câu thứ ba này, dầu ai ngược gió ai xuôi gió là chỉ cho cái hoàn cảnh thuận, chỉ cho cái hoàn cảnh nghịch đó đồng đạo, và không gì lạ hết, phải không? Như vậy thì Đức Thầy cho biết là cái người già cũng khổ, mà cái người nhỏ cũng khổ, mà cái người giàu cũng khổ, mà cái người nghèo cũng khổ, mà cái người có trí tuệ cũng khổ, mà cái người ngu dốt cũng khổ, mà cái người tu cũng khổ, mà cái những người không tu cũng đều khổ như nhau, phải không quý cô bác? Mình đừng tưởng rằng mình nói thôi bây giờ ai không tu thì khổ, làm gì làm cho tôi không khổ. Xin thưa cũng vẫn khổ cô bác. Đức Thầy cho biết cái khổ này giàu lắm ký mưu cũng chung chịu. Gì quý vị? À, phải không quý vị? À, như vậy thì tất cả những chúng ta có mặt trên thế gian này đều khổ hết quý vị. Mà đều cái khổ nó khác nhau. Quý vị nghĩ coi ngang bây giờ là tại sao tôi nói giàu cũng khổ và nghèo cũng khổ. Cái người nghèo đó thì lo cơm áo gạo tiền, lo nhà lo cửa, lo vợ lo con, lo bệnh lo hoạn, khổ đã đành rồi, phải không? Mà tại sao cái người giàu cũng khổ? Người giàu khổ không quý cô bác? Người giàu khổ lắm. Như vậy thì cô bác mình biết có cái công ăn việc làm sự nghiệp nó cao rồi, ruộng đất cho nhiều rồi, nó tài sản cho nhiều rồi, khổ lắm quý vị. Tài sản nhiều rồi ban đêm sợ lắm, sợ gian phi trộm cướp dình mò, rồi sợ kẻ khó thiếu tiền chẳng trả, phải không quý vị? Rồi bên cạnh đó không khổ vì tiền, vì gạo, vì nhà, vì cửa, cơm áo gạo tiền, khổ vì tâm linh của bác. Tôi nói thí dụ nha, bây giờ đó là mấy chú mình đó là đi tu, mình đi dự thuyết giảng, mình làm từ thiện, mình nấu cơm cháo, mình đi lễ làm tầng, đi niệm Phật, thì chúng ta đã tu rồi đó. Mà bây giờ chống đánh xuôi càng thổi ngược, thí dụ mấy chú đi dự thuyết giảng ở đây, mà bây giờ cái bà thím, cái bà chị mình ở nhà không có tu đó, sáng ra đó thì nấu cơm xong đó thì đi đánh tứ sắc, chiều thì bao lâu, khổ không quý vị? Khổ vô cùng, phải không? Mặc dù cái khổ này quý vị đã âm thầm giấu kín thôi, chứ điều ai cũng có khổ hết, phải không? Rõ ràng. Rồi bây giờ bên mấy thím, mấy cô, mấy chị mình nè, bây giờ đó là ông chồng mình không tu đi, mình không khổ về ông chồng, mà bây giờ cũng khổ vì con. Gặp cái đứa con đó mà nó sáng sỉnh chiều say, nó đi té qua té lại mà lộ rồi đó, rồi nó lỡ phạm pháp vào đó là an ninh trật tự rồi xì ke ma tí rồi đó, thì cái bổn phận cái người mẹ khổ vô cùng cô bác, rất là khổ. Bởi vì những đồng đạo chúng ta có mặt trên thế gian này ai cũng đều có cái nỗi khổ khác nhau, bởi vì chúng ta giấu kín cái niềm đau nỗi khổ đó thôi, chứ thật sự ra ai cũng khổ cô bác, thật sự ai cũng khổ chứ. Thành ra như vậy đó thì ông Đoàn Như Khê nói tiếp tục đó, dầu ai ngược gió ai xuôi gió, gẫm lại rồi trong bể khổ thôi, phải quý vị? Tất cả đều khổ như nhau, mà đều cái khổ của tất cả chúng ta đó trên thế gian này nó không giống nhau.
chứ thật sự ra ai cũng đều khổ, phải không quý vị? Như vậy thì chúng ta biết được, nhận được, ngộ ra là cái thân chúng ta ở tại cái cuộc sống thế gian này nó đều khổ chứ không phải sung sướng đâu các bác. Như vậy thì hôm nay như vậy thì Đức Thầy cho biết mau thức tỉnh ngộ nhận ra, biết nhận ra ngộ ra để làm gì? Để lo tu tỉnh chứ có gì lạ cho quý vị. Như vậy thì mau thức tỉnh, mình biết ngộ nhận ra. Như vậy rồi tiếp tục cái giới thứ hai Đức Thầy dạy đó, tu thân kẻo trễ, phải không quý vị? Đó, bây giờ mình biết đời là khổ rồi, biết cái cuộc sống là nó không như ý muốn của mình rồi, đời là vô thường rồi, thì bây giờ đó là Đức Thầy dạy chúng ta cái bước tiếp theo phải tu thân mới được. Nếu mà biết khổ mà không tu thì xin thưa cô bác mình vẫn khổ hoài, phải không? Như vậy thì Đức Thầy dạy là tu thân kẻo trễ. Ở đây thì nó có hai cái vế, tức là hai cái phần, tu thân như thế nào rồi kẻo trễ ra sao, phải không quý cô bác? Như vậy thì bây giờ đó, thưa đồng đạo mình, thưa cô bác mình, như vậy trong cái quãng đời tu của mình đó, mình ăn chay cúng lại, đi làm tuần cầu nguyện, đi làm từ thiện xã hội, đi niệm Phật đó, đi dự thuyết giảng mấy mươi năm nay đó, bây giờ tự cô bác mình đó là chúng ta đánh giá kiểm điểm lại coi, chúng ta tự hồi quang phản chiếu, chúng ta nhìn lại coi cái sự nghiệp tu của mình đó, mình tu thân tới đâu rồi. Mà Đức Thầy cho biết đó, chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật, hay là cầu tịnh ba nghiệp xong xuôi Tây Phương quyết đáo với chung vui Phật Đài. Như vậy thì xin thưa đồng đạo mình, thưa cô bác mình tại hội trường này, trong cái quãng đời tu của mình đó, như vậy thì tri kinh hành thiện trong cái đời tu mình mấy mươi năm nay đó, coi bây giờ 10 cái điều ác mình làm tới đâu rồi, mình tu thân tới đâu rồi cô bác, phải không quý vị? Mình tu thân tới đâu rồi, mình tự đánh giá, mình tự chấm điểm cho mình, chứ không cần một cái người nào xung quanh là của mình, không cần một cái vị Phật nào, một cái vị thánh nhân nào mà chấm điểm cho mình, mình tự biết hết cô bác, phải không quý vị? Bây giờ mình nhìn lại coi vấn đề tu thân hành thiện, tức là 10 điều ác đó, còn gọi là thập thiện đó. Bây giờ ba cái nghiệp ác đó, như vậy thì thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, ba cái nghiệp ác này nó sanh ra 10 điều ác, ba nghiệp chướng này sanh ra 10 điều ác đó. Bây giờ mình làm tới đâu rồi? Cái nào mình làm chưa được, cái nào mình làm đã làm được. Bây giờ cái nào mình đã làm được thì mình phát huy, mình tiến bộ hơn nữa. Còn những cái nào mình chưa thực hiện được thì mình cố gắng làm cô bác. Bởi vì Đức Thầy cháu biết đó là mau thức tỉnh tu thân, mà nếu không tu thân thì trễ, rõ ràng cô bác à, trễ à. Như vậy thì xin thưa quý vị, bây giờ cái nghiệp chướng thứ nhất đó gọi là thân nghiệp, đó là sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Bây giờ mình nghĩ coi đó là cái vấn đề mình ăn chay thì đâu bao giờ mình sát sanh. Tôi xin đó là khẳng định rằng trong hội trường này tất cả đồng đạo cô bác mình thì cái vấn đề sát sanh này chắc không có rồi. Mình đã ăn chay rồi thì quý vị đã có thâm niên ăn chay, thì có lòng từ bi rồi, đã phan dung rồi cho cái những cái con vật xung quanh chúng ta. Chúng ta nỡ nào mà chúng ta để sát hại sinh vật để chúng ta ăn đâu. Thì cái điều thứ nhất là đồng đạo chúng ta không bao giờ phạm vào cái chỗ sát sanh rồi. Rồi bây giờ đạo tặc. Đạo tặc là trộm cắp, gian tham. Mà mình đã từng làm từ thiện xã hội, bố thí giúp đời rồi, ai mà đi gian tham trộm cướp làm gì, phải không? Đồng đạo mình có thể làm được rồi. Rồi bây giờ tà dâm cũng vậy, chúng ta cũng làm được rồi. Mà xin thưa cô bác mình đó, cái thân nghiệp đó, nó lớn, nó bự, nó to, nó cao, nó bự như vậy đó. Có người thì nặng nhất thì cũng 70-80 kg, có người nhẹ nhất cũng 40-50 kg. Mà xin thưa quý vị, nó sanh có ba điều ác, phải không? Đó là sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Mà bây giờ quý vị nên nhớ rằng cái khẩu nghiệp đó, tức là cái nghiệp chướng thứ hai đó, cái miệng mình ba lớn cô bác, xin thưa nó đâu có lớn, phải không? Nó nhỏ gì thôi mà nó có vỏ rồi quý vị. Bởi vì cái miệng mình nó sanh ra tới 4 điều ác, phải không? Đức Thầy khẳng định rằng khẩu nghiệp các trò còn nặng nề hơn hết. Như vậy thì bây giờ mình tự kiểm điểm đánh giá lại coi, trong cái cuộc đời tu của mình đó, như vậy thì bây giờ là cái khẩu nghiệp này là lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ, bốn cái điều này chúng ta có phạm hay không? Kéo quạt ở đây chút xíu. Bây giờ mình tự ra đánh giá lại coi bốn cái điều ác, tức là khẩu nghiệp của mình đó, mình làm tới đâu rồi, phải không quý vị? Mình làm tới đâu rồi? Bây giờ mình có nói lưỡng thiệt, mình có nói cho là người ta đau khổ, nói người ta mít lòng, thù oán lẫn nhau, ghét lẫn nhau, mình có nói chưa? Rồi bây giờ tiếp theo đó, như vậy đó thì ỷ ngôn mình có là cái sự là thông minh, trí tuệ, hiểu biết, mình có chê bai những người xung quanh, hiếp đáp những người xung quanh không? Rồi đến cái điều thứ ba đó, tức là ác khẩu, kêu trời Phật thần thánh, rủa chửi những người xung quanh, con cháu đó,
thì bây giờ mình có làm không? Nếu có làm chúng ta nên bỏ. Đó. Rồi bây giờ tiếp theo nữa, cái điều thứ tư đó là vọng ngữ, tức là chúng ta có nói thêm thừa, có nói dốc, nói láo trong cái đời tu của mình không? Nếu bốn cái điều này mà chúng ta có làm thì rất mừng, mà chúng ta chưa có làm thì chúng ta nên nhìn lại, chúng ta đánh giá lại. Cho em cái khăn giấy. Thì thưa quý vị, như vậy thì qua bốn cái điều trên, tức là lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ, mà ông Ba Thới cho biết thế này nè các quý vị: văn ngôn chánh phước lai quả khứ, và văn ngôn tà phước khứ quả lai. Bởi vì cái lời nói mình nó lành, nó thiện đó, nói tốt đẹp cho mình, cho tất cả người xung quanh chúng ta đó, coi chừng cái phước nó đến mà cái quả nó mất. Mà mình nói bất lành, bất thiện, nói ác khẩu, nói lưỡng thiệt, nói ỷ ngôn, nói vọng ngữ, mình làm cho tất cả những người xung quanh chúng ta đau khổ đó, thì chúng ta coi chừng quý vị, coi chừng cái phước chúng ta nó mất mà cái quả nó đến không hay đâu quý vị ạ. Bởi vì ca dao cho biết lời nói như tên, không nên nói bậy, phải không? Không nên bắn bậy, bắn lọt tai người khó nhổ cho ra. Hay là lời nói không mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Như vậy thì Đức Thầy dạy hết sức rõ ràng, phải không? Lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thoát ra đoan chánh hiền từ. Tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác thì họa ương đeo đấm, là chỗ này đó quý vị ạ. À. Thưa đồng đạo, thưa quý vị kính mến, như vậy thì trong đời tu của mình, làm sao chúng ta tránh được cái lời nói lưỡng thiệt, ỷ ngôn, ác khẩu, vọng ngữ? Đây là cái vấn đề, là một cái điều khó khăn nhất trong đời tu của mình. Quý vị phải nói cho mình, đi làm từ thiện là mình làm nặng làm nhẹ, đi nấu cơm cháo, mình đi làm từng đi cầu nguyện nó dễ lắm. Mà chúng ta thực hiện bốn cái ác, cái khẩu nghiệp chúng ta lưỡng thiệt, ý ngôn, vọng ngữ đó, bốn cái loại vũ khí giết người này chúng ta hành khó là phải đơn giản cậu bác. Thành ra như vậy đó thì cô bác mình biết đó, trong đời tu của mình làm sao chúng ta phải hạn chế được chúng ta hạn chế được bốn cái điều này. Mà ca dao nhà Phật cho biết sao quý vị? Người tu mà lời nói chẳng hiền, phải không, mà còn hung dữ thì Phật tiên lắc đầu, các ngài thì chẳng dám thâu đâu, thâu về nó quậy mà báo châu nào còn, phải không cô bác? Như vậy thì trong đời tu của mình đó, ngài Minh Đăng Quang ngài dạy hết sức rõ ràng quý vị, phải không? Miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở là một phen thơm lừng. Miệng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ là muôn dân mát lòng, cái đồng đạo, phải không? Chúng ta tu hết tu vậy đó quý vị. Tôi kể quý vị nghe cái mẫu chuyện thế này. Thì khi xưa đó có hai con chim, đặc biệt là cái con chim cú và con chim ưng, hai con đó là bạn thân sống với nhau, mà đặc biệt sống trong cái khu rừng này từ nhỏ đến lớn. Mà hai cái bạn chim này sống chung cái thân cây. Như vậy thì cô bác mình biết là sống năm này qua tháng nọ, sáng ra cái anh chim cú anh buồn hiu. Anh không phải như mọi bữa, anh ủ rượu anh buồn lắm. Cái anh chim cưng anh hỏi: ủa anh cú, hôm nay anh có tâm sự gì buồn quá, anh nói tôi nghe, tôi có giúp gì được anh không? Như vậy thì anh chim cú nói: không buồn sao được anh. Anh nghĩ coi, tôi với anh cũng là đồng thời một cái loài chim, sống hồi nhỏ đến lớn trong cái khu rừng này, mà sống trên cái thân cây này. Mà bây giờ anh nghĩ coi, mỗi khi mà anh cất tiếng kêu lên á, thì cô bác ở làng xóm ai cũng im dịu mát lòng, không có ai phản ứng gì hết, ai cũng chịu hết. Mà cũng là đồng thời loài chim giống như anh, mà mỗi khi tôi cất tiếng, tôi kêu, tôi hót lên thì anh nghĩ coi, tôi đau khổ vô cùng. Như vậy anh chim cưng, chim ưng hỏi: sao đau khổ, anh kể tôi nghe coi. Nói mỗi khi mà tôi cất tiếng hót, tôi kêu lên á, thì bà con xung quanh ta đâu có chịu đâu. Người ta chửi, người ta rủa, người ta chọi, người ta liện, người ta la sùm hết trơn. Như vậy thì trong cuộc đời tôi đồng thời loài chim với anh, tôi khổ quá. Phải không? Tôi rất là khổ. Tôi không có phước giống như anh. Thôi bây giờ tôi nói với anh, thôi bây giờ anh em mình tạm chia tay. Anh ở đây đi, tôi đi nơi khác tôi sống. Cái anh chim ưng anh nói sao biết không? Nói: anh chim cứu ơi, bây giờ tôi khuyên anh nghe, bây giờ đó là anh cứ ở đây đi. Bây giờ dù anh chia tay tôi, anh đi nơi cái khu rừng nào lý tưởng đẹp đi chăng nữa, tôi bảo đảm với anh là người ta vẫn chửi, vẫn rủa, vẫn liền, vẫn chọi anh mà thôi. Phải không quý cô bác? Có ai bao giờ nghe chim cứu nó kêu mà vui đâu, phải không? Như vậy thì tôi nói với anh thế này, trừ ra anh thay đổi được cái giọng kêu, tức là anh thay đổi được cái lời nói của anh giống như tôi, thì mới mỉa mai người ta không có phiền hà, không rửa, chửi, không rủa, không chọi, không liện anh mà thôi.
phải không quý cô bác? Như vậy thì mình tu, cái lời nói mình giống như con chim ưng. Như vậy đó mới đem lại cái sự ôn hòa, đem lại cái sự hạnh phúc cho tất cả những người xung quanh chúng ta. Chứ bây giờ mình tu mà mình còn lưỡng thiệt, còn ý ngôn, còn ác khẩu, còn giọng ngữ giống như cái anh chim cú, thì bảo đảm quý vị, tất cả đồng đạo chúng ta, kể người thân, vợ con chúng ta, trong gia đình chúng ta cũng phải xa lánh chúng ta. Đồng đạo mình công nhận chỗ này không? Mình tu thì mình phải làm bạn anh chim ưng, chứ bao giờ mình làm bạn anh chim cú, phải không quý vị? Như vậy thì thưa quý vị, như vậy thì mau thức tỉnh tu thân ở chỗ này đó các bác. Như vậy thì tu thân tức là chúng ta đã đi qua được thân nghiệp, khẩu nghiệp rồi. Bây giờ tới ý nghiệp. Ý nghiệp đó là tham lam, là sân nộ, là mê si. Ba cái món đó là nó ẩn tàng trong tâm thức chúng ta. Nó không biết xuất hiện lúc nào. Không biết chúng ta nổi lên cái lòng tham lúc nào. Rồi chúng ta nổi lên cái lòng sân hận lúc nào. Rồi cái sự vô minh tâm tối chúng ta nó nổi lên lúc nào. Như vậy thì ba cái món đó là tâm ý này nó nằm trong cái tâm thức chúng ta, nó không biết xuất hiện lúc nào. Như vậy thì chúng ta khó mà chúng ta giữ gìn, mà chúng ta ứng dụng nó lắm cô bác, chứ phải đơn thuần. Bây giờ cô bác mình nghĩ coi, bây giờ nội cái vấn đề cái chữ tham thôi. Nội cái chữ tham thôi, xin thưa cô bác mình là chúng ta cả đời tu chúng ta hành chưa xong. Đừng có nói đến cái chữ sân và chữ si. Cái chữ tham thôi, bây giờ Đức Thầy cho biết sao nè. Ác thứ 8 là lòng tham hiểm muốn bao gồm của thế một mình. Tham nhà cao cửa rộng thân dinh, tham giường ruộng cò bay thẳng kiến. Thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lường gạt lấy đi. Sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt cũng là dòng chứa. Xin thưa quý vị, thưa đồng đạo, cái tham này chánh đáng. Có bao giờ đồng đạo mình, cô bác mình muốn mình nghèo đâu. Ai cũng muốn mình giàu có dư giả hết. Ai cũng muốn có nhà cao cửa đẹp, có ruộng có đường nhiều, có tiền có bạc. Đâu bao giờ ai muốn mình nghèo đâu. Cái tham tức là cái sự ham muốn này chánh đáng. Chúng ta làm ăn trong chánh nghiệp mà ham muốn có tiền, có ruộng, có đất, có nhà, có cửa, có xe hơi, nhà lầu là bình thường cô bác. Đây là cái tham này bình thường, ai cũng có sẵn hết trơn á. Mà đặc biệt nó xin thưa cô bác mình á, ở đây nó có nhiều cái lòng tham. Một đó là cái lòng tham vọng, hai đó là cái lòng tham đố kỵ. Tôi kể quý vị nghe cái lòng tham vọng cho cô bác nghe cái mẫu chuyện để giúp vui trong cái buổi thuyết giảng này. Cô bác mình nghĩ coi, mình chưa phải là cái người tu mà mình đòi thành Phật, chưa phải là ngồi trường học, chưa phải là một sinh viên đại học là mà đòi làm bác sĩ, đòi làm kỹ sư, đòi làm thầy giáo. Tức là cái lòng tham vọng đó cô bác. Chúng ta không có tu, không trường trai, không giữ giới, không là làm từ thiện xã hội, không niệm Phật, không đi chùa, không đi ban trị sự, mà chúng ta cho rằng chúng ta thành Phật. Thì đây là cái lòng tham vọng cô bác. Thì cô bác còn biết không, hai ngày xưa có hai anh bạn này rất là nghèo. Thì làm bằng cái nghề làm thuê, làm mướn sống à. Mà hai anh có cuộc sống nhàn nhã lắm. Sáng ra thì anh đó là lại quán cà phê, đó là uống ly cà phê rồi tâm tình ăn sáng rồi về mới làm gì làm. Chứ không phải là như người ta đó là coi trọng thời gian. Như vậy thì anh này uống cà phê với anh kia mới hỏi gì chứ. Bây giờ hai anh em mình đó thì đi làm thuê, làm mướn, đi làm công đó là nuôi sống gia đình hoài. Bây giờ tôi hỏi thật sự anh đó, anh có là cái hướng nào để chúng ta cải thiện, để là chúng ta thoát nghèo không? Cái anh đó anh trả lời nói, thưa tôi có chứ. Tôi có ý định là tôi nói với anh nghe. Ở là làng tôi nó có cái ông hội đồng này, ông giàu lắm. Ông là có mấy ngàn mẫu ruộng nè. Ông cho là bà con ở đó ta mướn. Ta mướn ta làm, khi mà tới cuối mùa thu hoạch đó, người ta chở lúa lại ta đông vào lắm. Ông nghe thấy ham lắm. Mấy ngàn giả lúa thấy ham lắm. Chắc sau này tôi sẽ giống ông là trưởng giả này. Tôi sẽ mua mấy mẫu rồi mấy ngàn mẫu đất cho tôi làm ruộng để là thoát nghèo. Như vậy thì cái anh mà anh tính làm ruộng, anh hỏi ngược là cái anh hỏi đó. Như vậy thì tôi định hướng để mua ruộng thoát nghèo, vậy anh có tính định hướng làm gì không? Cái anh mà hỏi đó, anh mới nói tôi cũng tính đó anh. Tôi thấy ở địa phương tôi có cái anh này, anh nuôi vịt hãng, tức là vịt đẻ đó quý vị. Anh nuôi mấy ngàn con vịt, anh sáng anh lùa ra cho ăn, cái chiều anh lùa về anh nhốt lại. Sáng ra nó đẻ trứng cho mình lụm trứng mình bán, còn nó nhanh lắm. Anh làm ruộng còn chờ 2-3 tháng, còn chờ 90 ngày, 100 ngày lâu lắm. Tôi sáng ra là lùa vịt cho ăn, chiều là tôi lụm trứng đó, sáng lại lụm trứng đó. Như vậy thì cái anh mà chuẩn bị làm ruộng đó, anh hỏi cái anh nuôi vịt đó, anh nuôi mấy ngàn con vịt như vậy đó thì đất đâu, đồng đâu anh cho nó ăn. Cái anh mà nuôi vịt nó chèn ơi có gì đâu khó. Anh có mấy ngàn mẫu ruộng thì ruộng của anh, lúa của anh tôi lùa cho ăn chứ có gì. Cái anh mà chuẩn bị mua ruộng nó không được à nghe. Bây giờ anh em mình là anh em, tình bè bạn là bè bạn, chứ bây giờ lúa tôi, ruộng tôi, đất tôi mà anh lùa vô mấy ngàn con vịt nó ăn là nó hư lúa tôi đó là tôi với anh bích lòng à, có đánh lộn à.
Như vậy thì cái anh nuôi vịt đó nói thôi bây giờ là tôi nuôi mấy ngàn con vịt mà không có đồng ăn, không có ruộng ăn thì bây giờ tôi lùa vô đó anh cứ làm gì làm. À như vậy thì cái anh kia nói nếu anh lùa vô là tôi với anh quýnh lộn mà nghe. Cái anh này anh nuôi vịt đó nói thôi bây giờ lùa là lùa đó. Anh nói giờ tôi lùa vô đó. Cái anh kia nói lùa phải không? Bây giờ quýnh anh. Hai anh em mới ghi ra nhà là ứng chiến với nhau, quánh với nhau tơi tả trơn. Anh này quánh anh kia quánh lên nọ, quánh tơi tả mệt quá. Có cái ông nọ ông đi trên đường đi ngang. Ông mới hỏi gì chứ hai anh bay làm gì mà đánh lộn với nhau làm mất trật tự xã hội địa phương vậy. Cái anh này anh nói thưa ông, tôi đó là có mấy ngàn mẫu ruộng tôi làm lúa. Mà cái thằng này nó có mấy ngàn con vịt nó lùa vô đó là ruộng tôi nó ăn hư lúa cho tôi quánh nó chứ sao. Như vậy thì cái ông mà đi ngang đó, ông hỏi gì chứ đâu lúa mày đâu, mấy ngàn mẫu ruộng mày đâu mày chỉ tao coi coi. Cái anh mà chuẩn bị mua nó nói dạ thưa ông tôi mới tính mua chứ chưa mua. Cái ông quay qua ông hỏi gì chứ đâu mày nói mày mấy ngàn con vịt mà vịt mày đâu mày chỉ tao coi coi. Cái anh mà chuẩn bị mua vịt nó nói dạ thưa ông tôi cũng mới chuẩn bị mua chứ chưa có mua. Ông nói gì hai anh bay mới chuẩn bị mua không phải không? Mới chuẩn bị mua không mà làm rối beng lên đánh lộn với nhau làm mất trật tự xã hội địa phương thôi bây giờ tao đè hai anh bay xuống tao đánh hai anh bay. Một thằng như vậy thì 10 heo cho bỏ ghét. Như vậy thì ông đè xuống đánh hai ông bạn mình mỗi ông 10 cây đau quá. Cái ông kia ông đứng dậy ông đi. Hai anh bạn này quánh đau quá anh đứng lên anh dò anh hỏi ê hồi nãy ông mà ông quýnh hai mình đó ông làm chức gì vậy mày. Cái anh kia anh không biết chức gì nữa. Bây giờ hai anh mình chạy riết theo mình hỏi ông coi nếu mà ông làm cái chức gì mà có thẩm quyền đánh mình thì mình chịu. Mà nếu mà ông không có làm chức gì ông đánh mình là quan lắm mình quýnh lắm lại à. Như vậy thì hai ông mới chạy riết theo mới chặn được cái ông đó lại. Mới hỏi dạ thưa ông hồi nãy đó ông đè ông đánh hai anh tôi đó hai anh em tôi mỗi một bà ông vậy là 10 cây đau quá. Mà bây giờ tôi xin hỏi ông như chứ ông làm chức gì mà ông đánh hai anh tôi. Nếu mà đúng cái nhiệm vụ chức năng của ông mà ông đánh hai anh tôi đó thì tôi chịu. Mà không phải là quan cho tôi lắm nha. Như vậy thì cái ông đó ông trả lời sao đồng đạo biết không? Ông nói tao làm xã trưởng ở đây chứ đâu mày. Cái thằng này nó anh này hỏi anh kia hỏi nói ủa làm xã trưởng địa phương mình không biết ta. Như vậy thì hai anh mới hỏi gì chứ xưa ông. Xã trưởng ở địa phương tôi ông nào tôi cũng biết mặt chân biết tên biết danh hết. Mà tại sao ông làm xã trưởng tôi không biết danh xin hỏi ông gì chứ ông làm xã trưởng hồi nào ông nói tôi nghe. Ông nói tao chuẩn bị làm chứ chưa làm. Phải không? Mới chuẩn bị làm chứ chưa làm. Như vậy thì hai cái ông mà bị đánh nó đè ra đánh lòng này lại 10 cây quề. Phải không? Như vậy thì thưa đồng đạo thưa cô bác mình. Như vậy thì cái lòng tham con người xin thưa quý vị. Nó phải nói ra là nó tột cùng không thể nào mà chúng ta dừng lại được cô bác. Như vậy thì tu thân tức là thân nghiệp, ý nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp tức là 10 điều ác. Thì chúng ta nên hạn chế, chúng ta khắc phục, chúng ta làm thế nào 10 điều ác này chuyển thành 10 điều lành. Như vậy thì chúng ta mới giảng sanh lên miền cực lạc. Thưa quý vị, đó là cái giới thứ hai. Bây giờ tiếp theo cái giới thứ ba tu thân. Nếu mà đồng đạo chúng ta mau thức tỉnh không tu thân thì nó kẻo kể. Mà ở đây nó trễ như thế nào quý vị? Kẻo kể ở đây chúng tôi xin đưa ra ba cái yếu tố mà chúng ta nhận rõ ràng chúng ta nếu mà không tu thân thì kể thiệt cô bác. Một là gì? Một là kể cái giới cái vô thường. Hai là kể với cái thời Đức Phật ra đời, Đức Thầy chúng ta ra đời. Ba nữa là kể cái thời đại là ăn xá của Phật. Đó là ba cái yếu tố mà nếu chúng ta không tu thân thì nó trễ ba cái yếu tố này chứ không gì lạ chứ. Một là yếu tố vô thường, phải không cô bác? Bởi vì Đức Phật cho biết đó là xác thân vô thường, hoàn cảnh vô thường, tâm vô thường, phải không? Cái chữ vô là không, thường là không thường còn, phải không? Một ngày nào có hình tướng thì nó cũng sẽ biến, nó sẽ biến mất. Thì như vậy thì nó không có thường còn. Như vậy thì nếu chúng ta không tu thân thì chúng ta sẽ bị cái vô thường nó gõ cửa. Một ngày nào đó chúng ta chưa kịp tu thì vô thường gõ cửa chúng ta chết rồi lấy gì tu cô bác? Phải không? Mà Đức Thầy cho biết đó, ráng tu để mà chết, đừng để chết đến mà chẳng có tu, phải không? Bây giờ quý vị nghĩ coi đó, vô thường ở đây làm sao? Một là cái hoàn cảnh vô thường, xác thân vô thường, tâm vô thường. Bây giờ cái hoàn cảnh vô thường thế nào? Cô bác mình nghĩ coi, bây giờ mình sống bữa nay chưa biết ngày mai. Ngày nay yên tĩnh chứ ngày mai thảm sầu. Như vậy thì cái vô thường này nó bất luận không chừa một ai, tất cả nhân loại thế gian này phải đều bị cái sự là vô thường chi phối. Bây giờ cô bác mình nghĩ coi nha, có ba cái anh bạn này hồi thân lắm thì cũng ở sớm với nhau,
Thì quý vị biết là đầu năm ngày Tết đó, thì anh em mình đó là tổ chức cái buổi tiệc để mừng xuân đón Tết. Ba anh em bày ra cái tiệc thì cũng bày ra tiệc rượu nhậu nhâm nhi nha. Nhậu nhâm nhi, mỗi anh nhậu vài ly cái cảm hứng lên. Cảm hứng lên cái anh đầu tiên anh nói thôi bây giờ cho tôi ngâm thơ nha. Ngâm thơ để là mừng xuân đón Tết. Cái anh đầu tiên anh nói đó là: hôm nay hợp mặt cùng đông đủ, biết sang năm thiếu mặt nào. Ông nói ba anh em mình bây giờ bày ra cái tiệc này nhậu nhâm nhi với nhau, vui với nhau là cái đầu năm Giáp Thìn năm 2024 này. Mà sang năm đúng 12 tháng trở lại năm mới, năm tiếp theo đó, coi chừng ba anh em mình biết ai còn ai mất. Phải không quý vị? Hôm nay hiệp mặt cùng đông đủ, biết sang năm thiếu mặt nào. Cô bác mình nghĩ coi nghe, hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm Giáp Thìn. Bây giờ chúng ta nên kiểm điểm lại coi nghe, trong hội trường mình cũng cỡ một trăm mấy chục đồng đạo. Sang năm 12 tháng vào ngày 12 tháng 6 năm tiếp theo đó, coi trong hội trường mình cũng có mất lay lay đó quý vị. Phải không? Tại vì vô thường đâu biết trước được. À, như vậy thì cái anh đầu tiên anh ngâm thơ như vậy, cái anh thứ hai anh nói anh ngâm thơ vậy còn hơi xa quá. Bây giờ anh cho tôi ngâm thơ với. Anh nói thế này, anh nói đầu hôm vô ngủ với dài cõi ra hết, sáng ra có còn mang lại được hay chăng? Phải không quý vị? Cô bác mình nghĩ coi, hồi nào tới giờ là người thân của mình, ông bà mình đó, cha mẹ mình, làng xóm mình đó, đồng đạo mình đó có khi nào ngủ trong mùng chết không? Có thiếu gì? Phải không quý vị? Nhiều lắm. Có khi là đầu hôm vô ngủ với dài cõi ra hết, sáng ra có còn mang lại được hay chăng? Cái điều này mới quan trọng nè. Mình vô ngủ là mình tính ngày mai làm cái gì, ngày mốt làm cái gì, bữa kia làm cái gì, sáng làm cái gì, mà ai rè đâu tối chết rồi. Phải không? Như vậy thì cái anh thứ hai anh ngâm thơ như vậy, cái anh thứ ba anh nói một đêm như vậy cũng còn hơi xa. Bây giờ anh cho tôi ngâm thơ với. Anh ngâm thơ thế này được quý vị. Anh nói một khi hơi thở thở ra, hít vào chẳng đặng, ắt là mạng vong. Phải không? Chết trong hơi thở chứ có gì lạ đâu cô bác. Bây giờ giàu sang phú quý, tiền tài danh vọng đi chăng nữa, làm quan làm chức cho lớn đi chăng nữa cũng chết trong hơi thở, có gì lạ đâu. Phải không quý cô với chú mình? Hít ra thở vô, hít ra thở vô là xong một đời, có gì lạ đâu. À, có gì lạ đâu quý vị. Thì nói tiếp theo tôi kể quý vị nghe một cái mẫu chuyện nữa. Hôm nay tại vì cái thời gian nó rộng, giáo lý viên có một mình thoải mái quý vị. Thì nói đến cái vô thường đó, thì cô bác mình biết có hai ông bạn này ngày xưa đó, thì hai ông bạn này sống từ nhỏ đến lớn thân lắm. Thì lớn lên đến tuổi trưởng thành đó, thì hai ông có hai cái ngã rẽ khác nhau. Một ông thì đi xuất gia tu tại chùa, một ông thì đến tuổi trưởng thành thì cha mẹ bắt là đi lập gia đình cưới vợ. Cô bác mình biết đó, thì cái ông bạn mình mà xuất gia đi tu đó vài năm ông mới nhớ lại, thôi bây giờ có dịp mình về quê hương, mình thăm quê hương cha mẹ mà mình ghé ông bạn mình thăm ông luôn. Cô bác mình không ghé ông bạn mình, ông thăm ông hết hồn rồi. Ông thấy đó là cha mẹ cưới vợ sanh ra ba bốn đứa con, rồi là nào nhà cửa rồi ruộng đất rồi tàu bè gà vịt heo quéo gì quá xá rồi kìa, kêu bằng nó bận rộn vô cùng, cái bè vô cùng rồi. Thì ông bạn mình ghé thăm xong chuẩn bị ông về, ông nói thế này, nói anh ơi, bây giờ tôi với anh là bạn bè thân thế nào tới giờ, mà bây giờ tôi thấy cái bè của anh, cái bè của anh nó quá xá rồi, bây giờ tôi khuyên anh nghe, anh lo tu đi, anh lo tu niệm Phật đi, sau này anh hưởng phước báo lớn lắm, chứ bây giờ cái bè anh là không ai cứu anh được chăng á, chỉ có anh lo tu niệm Phật là anh tự cứu anh thôi. Cái anh mà có gia đình, anh bạn gia đình, anh nói thưa thầy, bởi giờ xuất gia là thầy, thưa thầy, một là gọi là thầy, hai là gọi là bạn. Nói bạn gọi bạn phiên tôi tu đó, tôi cũng mừng lắm. Mà điều bạn nghĩ coi, bây giờ đó là cái công việc nhà cửa đất đai ruộng rường chưa ai quán xuyến được. À, rồi đó là vợ con, đó là con tôi chưa cưới vợ gả chồng, rồi cha mẹ tôi chưa qua đời nữa, làm sao bỏ theo tu với anh được. Bây giờ tôi hẹn với anh ba điều, nếu ba điều này tôi làm xong đó ha, tôi bảo đảm với anh tôi tu theo anh liền ngọt sớt. Như vậy thì cái ông thầy tu hỏi đâu, anh hứa ba điều gì anh nói tôi nghe thử được không. Cái anh mà bạn mà có gia đình đó, anh nói đó là mà cái điều thứ nhất đó, điều thứ nhất đó thì quan tài cha tôi chưa đưa ra ngoài mộ, tức là cha anh chưa chết, anh chưa làm chữ hiếu xong đó, chừng nào làm chữ hiếu xong anh là anh tu. Cái điều thứ hai đó là đứa con gái lớn anh chưa có chồng. Cái điều thứ ba đó, thằng trai út anh chưa có vợ. Ba cái điều này anh cho tôi làm xong đi, bảo đảm tôi theo anh tu cái rét liền.
cái ông thầy tu cũng nói thôi rồi bây giờ bó chân tôi đừng bó tay, cái kiểu này bó chân chứ đừng nói bó tay, thôi bây giờ tôi từ giả anh tôi đi. Như vậy thì cô bác mình biết thấm thoát đâu có 2-3 tháng thôi, như vậy thì vô thường đã đến, tức là vô thường bất là bất kỳ không chừa một ai. Như vậy thì vô thường gõ cửa cái ông bạn mình, như vậy thì tử thần gõ cửa ông chết cô bác. Như vậy thì ông thầy tu ông bạn của mình ông nghe ông bạn mình là tử thần gõ cửa chết rồi, như vậy thì ông mới đi về ông thăm để mà ông phân ưu chia buồn ông bạn mình, tức là giữ cái đám táng đó để đưa ông bạn mình đến nơi là an nghỉ cuối cùng. Thì cô bác đó thì làm cái đám tang đưa ông bạn mình đến cái chỗ an nghỉ cuối cùng. Khi chở vô đó thì ông lại cái bàn vong của ông bạn mình đó, ông viết lên 4 câu thơ để ông tặng ông bạn mình. 4 câu thơ thế này nè cô bác. Ông nói là bạn tôi tên Trương Tố Lưu, khuyên ông niệm Phật hẹn 3 điều. 3 điều chưa dẹn vô thường đến, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Xong cô bác, phải không? Đó. Có khi nào cô bác mình tu mình hẹn không? Đó. Muốn tu mà còn hẹn chiều mai khuyên người, rèn sớm thì xài lâu hư. Quý chú mấy anh em mình, quý cô quý chị mình ngang mình nhớ cái mẫu chuyện của ông Trương Tố Lưu này, mình là rút kinh nghiệm cô bác, phải không? Chứ đừng có hẹn ngang, hẹn là không bao giờ vô thường đợi chúng ta. Diêm Vương định sẵn canh năm chết chẳng, canh ba chết chẳng chịu chờ đến canh năm, phải không quý vị? Như vậy thì mình phải tu nhanh, tu lẹ, tu gấp với kẹp à, phải không cô bác? Đó là cái thứ nhất, đó là chúng ta kể với cái vô thường. Bây giờ cái kể thứ hai nữa đó là Đức Phật ra đời, Đức Thầy ra đời mà chúng ta không tu cô bác. Xưa nay không có mấy khi Dương Trần có Phật vậy thì xuống đây, phải không cô bác? Cô bác mình có nghe cái mẫu chuyện mà cái ông nông phu đó là trải qua 91 kiếp, 7 thời kỳ Đức Phật ra đời mà ông cứ hẹn hoài ông chưa tu không? Đó, như vậy thì cô bác mình biết vào thời Đức Phật đó, thì một hôm ông cùng A Nan nó bưng bát đi khất thực đó, thì đi ngang một cánh đồng nọ, thì Đức Phật mới gặp cái vị nông phu đang cày. Như vậy thì lúc này đó thì Đức Phật mới nói A Nan này, A Nan, ta nói cho ông biết, cái vị nông phu mà đang cày ruộng đó đó đã trải qua 91 kiếp 7 thời kỳ Đức Phật ra đời, thời kỳ thứ 7 là ta đây, mà ông chưa chịu tu. Khi ông nghe Đức Phật thuyết pháp, nghe là biết được vô thường khổ đau vậy đó, thì ông định tu mà điều ông tiếc. Mình tu rồi thì ai cày ruộng, mình tu rồi ruộng mình ai làm, mình tu rồi mình xuất gia, mình quy, mình tu theo Phật rồi đó, vợ con mình ai lo. Thành ra ông còn liên tiếc hoài, đến bây giờ là 91 kiếp 7 thời kỳ Đức Phật ra đời mà ông này chưa chịu tu cô bác. Lúc này thì cái ông nông phu nọ, ông nghe cô bác, ông nghe ông bỏ cày liền. Ông bỏ cài, ông định ông đi đến đó là ông quy y, tức là quy y theo Phật để tu. Mà ông nhớ lại, như vậy thì bây giờ mình bỏ ruộng ngay cài à, rồi nhà mình ruộng mình đó là vợ con mình ai lo. Ông định là không quy y, mà ông nhớ chực lại cô bác. Nhớ chực lại bây giờ nó trải qua thời gian dài mình không tu, mình không quy y nữa thì vô thường đến làm sao tu kịp. Như vậy thì lúc này ông quyết chí cô bác. Quyết chí tức là ông đã bỏ cài, ông đi đến đó là xin đó là kính lễ bái với Đức Phật, xin quy y xuất gia tu luôn. Ông trở thành một cái Phật tử, tức là một tín đồ của Phật. À, rõ ràng chỗ này. Như vậy thì bên cạnh đó cô bác mình ưa chần chờ, ưa hẹn lắm cô bác. Có người nói thôi bây giờ đó tôi hẹn với đồng đạo mình đó là thôi sang năm tôi tu. Có người nói thôi bây giờ tôi 50 mấy tuổi rồi, tôi hứa với quý vị 60 tuổi là tôi tu. Kịp không quý vị? Vô thường đâu có đợi mình, phải không? Đâu có đợi mình. À, như vậy thì xin thưa cô bác, thưa đồng đạo đó, may thay chúng ta hiện nay đồng đạo mình Phật giáo Hòa Hảo chúng ta không gặp được Đức Phật ra đời. Hai nữa là cái tuổi chúng ta nhỏ nhỏ đó, không bao giờ chúng ta được diện kiến Đức Thầy chúng ta. Mà may thay đó là chúng ta gặp được giáo lý của Đức Thầy, phải không cô bác? Gặp được giáo lý Đức Thầy, ngày nào chúng ta quy y tu hành, ăn chay giữ giới cúng lại niệm Phật là ngày giờ đó chúng ta bên Thầy rồi cô bác. Không gì lạ chăng á. Như vậy là cái yếu tố thứ hai, tức là thời kỳ Đức Thầy ra đời mà chúng ta không tu, chúng ta còn chần chờ, còn hẹn là không kịp quý vị ạ, không kịp. Rồi bây giờ tiếp theo nữa là cái giới thứ ba nữa là thời kỳ Đại Ân Xá. À, ông Ba Thế cho biết sao? Niệm một câu Phật, phải không? Phật bù 10 câu. Kỳ xả tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Gặp giảng kinh chúng nó làm ngơ, trồng bông kiển giống tri hưởng nấy, phải không cô bác?
à, mình hôm nay rất may duyên đó là thầy Hạ Nguyên Mạt Pháp này là thầy ăn xá chúng ta, à, mà không tu còn hẹn ngày đó bây giờ quý vị, hẹn nó đâu có kịp cái vô thường, phải không quý cô bác? Như vậy thì qua cái câu thứ nhất đó, Đức Thầy cho biết mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ. Thì nếu chúng ta mà không tu thân, không giác ngộ, không biết được cái sự khổ đau vô thường ở thế gian này đó, thì chúng ta kẻo trễ cô bác à, trễ rõ ràng đó. Đó là qua cái câu thứ nhất. Bây giờ tiếp theo cái câu thứ hai đó, đến tội rồi mới hối muộn màng. Như vậy cái chữ đến là ngay lúc này, tội tức là cái quả báo chúng ta. Bây giờ như vậy thì đến tội rồi, tức là ở đây nó có hai cái hình thức để tội. Một thì cái người đã phạm pháp chúng ta bị tội ở thế gian. Hai nữa là cái người tu chúng ta mà không lo tu thân, không lo hành thiện, không lo bố thí giúp đời, không lo trường trai giữ giới niệm Phật, thì cái tội về tâm linh. Rõ ràng như vậy thì đến tội rồi, tức là đến lúc để đền tội thì có hối cũng muộn màng cô bác. Cô bác mình nghĩ coi, mình đang xem cái truyền hình hàng ngày đó, đang xem trên cái mạng internet hàng ngày, chúng ta thấy bất cập rõ ràng. Cái người mà trộm cướp giết người đó, nếu mà nghĩ đến cái tội lỗi đó thì không bao giờ họ làm. Mà khi họ đã làm thì họ không bao giờ nghĩ đến tội lỗi. Họ làm rồi thì đem da dành móng ngựa kêu án chung thân, kêu án tử hình, lúc này muộn rồi cô bác. Phải không? Phải biết chi như vậy tôi đâu dám làm. Rồi cái người mà bán xì ke ma tí, hút xì ke ma tí đó, được nhà nước bắt tạm giam, được đó là kêu án chung thân tử hình đó, thì lúc đó cũng có hối hận cũng muộn rồi cô bác. Phải không? À, đến tội rồi cũng có hối thì muộn màng, ngày lúc này đâu có muộn mà, đâu có nó có hối hận được. Dù chúng ta ăn năn ăn lát cũng không kịp. À, đó là nói về cái tội ở thế gian. Bây giờ nói về cái tội của tâm linh đó, đối với người tu đó. Nếu mà bà Thanh Đề mà bà biết được cái tội mà phải đọa địa ngục, phải đài ải, phải khổ đau như vậy đó, thì bà đâu có làm. Phải không quý cô bác? Nếu bà biết tội như vậy bà đâu có làm. À, bà đâu có hãm hại nhà sư, bà đâu có phỉ báng Phật Pháp, đâu có trà đạp hột gạo như vậy, thì bà đâu có mang tội. Mà khi bà đã biết được thì muộn rồi quý vị à. Phải không? Bà Thanh Đề bà biết được thì muộn rồi, lúc này thì xuống địa ngục thì bị trừng phạt là muộn rồi. À, như vậy thì đến tội rồi mới hối muộn màng. Đồng đạo quý vị ơi, nếu mà chúng ta không cân nhắc cho kỹ lưỡng đó, thì chúng ta gieo cái nhân xấu, gieo cái quả xấu, thì đồng đạo chúng ta sẽ hưởng cái quả xấu chứ quay lạ trận. Bởi vì Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Mình nói cụ thể hơn, không phải là Bồ Tát xuống đây mà Bồ Tát sợ nhân. Bồ Tát xuống đây là Bồ Tát phổ sứ sắp thành Phật rồi. Bồ Tát ở đây là chỉ cho tất cả nhân loại chúng sanh, chúng ta có cái tâm Bồ Tát đó thì cái nhân xấu chúng ta không làm. Phải không quý chú? Mình nói rõ ràng chỗ này. Như vậy đồng đạo mình, cô bác mình mà khi phát tâm Bồ Tát rồi đó, thì nghĩ đến cái nhân xấu, cái việc làm xấu, cái nhân ác là không bao giờ chúng ta làm. Còn đồng đạo mình, cô bác mình đâu có biết cái nhân xấu. À, chúng ta sợ quả. À, bây giờ cái nhân đã xấu, cái nhân đã ác rồi cũng vẫn cứ làm. Mà khi cái quả nó đến rồi, lúc này thì kêu trời than đất, nói tại sao ông trời ở không công bằng, tại sao Phật không cứu tôi, Phật không độ tôi, độ sao kịp quý vị. Phải không? Như vậy thì đến tội rồi mới hối muộn màng. Tiếp theo cái câu thứ ba đó, chi cho bằng ta sớm lo toan. Cái chỗ chi cho bằng là không có gì bằng các bác, không có gì bằng sướng hơn hết. Như vậy thì lo toan tức là toan tính, tức là tính trước đó quý vị. Tôi nói thí dụ như chúng ta thấy cái cụ thể hơn, biết rõ hơn. Cô bác mình bây giờ mình mà nghe đài truyền hình đó, dự báo thời tiết đó, ngày mai này bão số 2 sẽ vào đất liền, sẽ vào bờ, sẽ gây ra mưa to, bão lớn, gió giật mạnh, thì đồng đạo chúng ta toan tính liền. Phải không? Về huyện Thanh Bình này, tỉnh Đồng Tháp này, thì đồng đạo chúng ta toan tính trước. Bây giờ trước tiên mình coi cả nhà mình như thế nào, à, rồi tài sản mình như thế nào, rồi người thân mình an toàn như thế nào, tức là chúng ta toan tính trước đó quý vị. À, như vậy thì chi cho bằng ta sớm lo toan, tức là toan tính trước. Nếu mà chúng ta không toan tính trước đó, thì đến tội rồi thì mới hối muộn màng không kịp quý vị. Như vậy thì chi cho bằng ta sớm lo toan là không có gì bằng mà cái toan tính trước. Mà cái toan tính trước ở đây làm gì đây? Ở đây thì Đức Thầy dạy sao cô bác? Dình giới luật, nghe kinh trọng Phật. Như vậy thì qua 6 câu giảng này, người tín đồ nhà Phật, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta không muốn tội lỗi, à, biết đâu được là khổ đau ở thế gian này, biết đâu được là thiên đường an vui giải thoát Tây phương cực lạc, thì chúng ta thực hiện 3 cái tiêu chí nói trên. Đó là gì?
gìn giới luật, nghe kinh, trọng Phật, phải không cô bác? Đây là ba cái tiêu chí, tức là qua lời dạy Đức Thầy trong một đoạn giảng này, đó là gìn giới luật, nghe kinh, trọng Phật. Thưa quý vị, như vậy thì cái tiêu chí thứ nhất Đức Thầy dạy gìn giới luật. Cái chữ gìn là gì cô bác? Chữ gìn là giữ. À, chữ gìn là nắm lấy, giống gì lạ á. Như vậy thì chữ gìn là giữ, mà ở đây Đức Thầy là dạy chúng ta phải giữ giới luật, không gì lạ chứ, đồng đạo à. À, như vậy thì gìn giới luật tức là người tín đồ nhà Phật, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo phải giữ giới luật. Thì nói đến giới luật Phật giáo Hòa Hảo thì chúng ta phải khái quát qua giới luật của Đức Thầy, của Đức Phật. Bởi vì Đức Thầy chúng ta là một vị đệ tử của Đức Phật. Đối với toàn thể tôn giáo của đạo Phật, tôi không quên tôi là một vị đệ tử trung thành của Đức Thích Ca Mâu Ni. Hay là ta thừa dân sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo Pháp. Như vậy thì Đức Thầy chúng ta là một vị đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy trước khi đi vào giới luật Phật giáo Hòa Hảo thì chúng ta phải khái quát đôi nét về giới luật của nhà Phật. Thưa quý vị, như vậy thì trong đạo Phật, tức là đạo Thích Ca Mâu Ni đó, thì Ngài đặt ra các giới như sau. U Bà Tắc, U Bà Di, Tại Gia Cư Sĩ đó, thì Đức Phật dạy 5 giới. À, như vậy thì Sa Ri đó thì 10 giới, Tỳ Kheo thì 200 là 50 giới, Tỳ Kheo Ni đó thì 348 giới. Như vậy thì xin thưa cô bác, thưa đồng đạo mình, khi xưa mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, Ngài nhập Niết Bàn rồi đó, thì các giáo phái bên ngoài đến chất vấn các vị đệ tử Đức Phật như sau. Lúc đó thì Ngài Ca Diếp, thì Ngài là một cái vị đệ tử thứ nhất đại diện cho đạo Phật lúc bấy giờ. Thì lúc này thì các vị giáo phái bên ngoài đến chất vấn như gì nè quý vị. Nói xin thưa các ông, Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ Ngài còn ở thế gian đó, Ngài là vị lãnh đạo cao nhất trong tăng đoàn nhà Phật. Xin hỏi các vị, bây giờ Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, ai là người lãnh đạo cao nhất trong tăng đoàn nhà Phật? Lúc này Ngài Ca Diếp đứng lên trả lời sao đồng đạo biết không? Nói dạ thưa các ngài, lúc còn ở thế gian đó thì Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ chúng tôi là Ngài lãnh đạo cao nhất trong tăng đoàn nhà Phật. Bây giờ Ngài nhập Niết Bàn rồi, tôi xin tuyên bố rằng giới luật là đại diện cao nhất cho tăng đoàn nhà Phật. Giới luật còn là Phật Pháp còn, giới luật mất là Phật Pháp mất. Rõ ràng hỏi câu bác. Khi xưa mà khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài gần nhập Niết Bàn rồi đó, thì cô bác mình biết Ngài A Nan là một vị đệ tử là gần gũi Đức Phật nhất. Thì một hôm sáng ra Ngài ủ rượu, Ngài buồn lắm. Như vậy thì Đức Phật hỏi A Nan hôm nay có tâm sự gì buồn. Vậy thì A Nan đã bạch thưa Đức Thế Tôn, không buồn sao được, thời gian gần ngắn này thôi thì Ngài nhập Niết Bàn rồi. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni đó, Đức là Thế Tôn nên nhớ, sở dĩ con được như Ngài hôm nay là con được gần gũi Đức Phật. Ngài chỉ bảo dạy dỗ con mới được như ngày hôm nay. Bây giờ Ngài nhập Niết Bàn rồi, rồi biết ai mà dạy dỗ, ai là mà chỉ bảo con để con tu. Lúc này Đức Phật trả lời sao cô bác biết không? Nói này A Nan, khi mà ta nhập Niết Bàn rồi thì con cứ lấy giới luật mà làm thầy. Giới luật còn là Phật Pháp còn, giới luật mất là Phật Pháp mất. Dầu cho ta ở lại thế gian này 1000 năm đi chăng nữa thì ta nói không ngoài giới luật, phải không quý cô bác? Thành ra là Ngài Đàm Nhất Luật Sư cho biết là tam thế Phật Pháp giới di căn bản bản chi bắt tu đạo diễn hồ tai, tức là các vị Phật Bồ Tát ba đời đều tu theo giới luật, giới luật không tu là đạo xa lắm vậy. Rõ ràng chỗ này cô bác. Trong kinh Phạm Võng cô biết thêm, giới minh như nhật nguyệt, diệt danh lạc châu, di trần Bồ Tát chúng do thị hành chánh giác. Tức là người giữ giới nó sáng như mặt trăng, như mặt trời, như hạt châu anh lạc gì, phải không quý cô bác? Ngày nay tu niệm tầm thường sao danh thể xạ hương khắp chốn. Rõ ràng là chỗ này à. Vì vậy mà cái người mà giữ giới đó nó quan trọng vô cùng cô bác, nó cao quý vô cùng. Bởi vậy mà Đức Phật cho biết đó, chiên hương đàn già la chưa phải là thơm phức, người có giới đức xông ngát khắp mười phương. Rõ ràng đó cô bác à. Mình mà tu mình giữ giới cho ngon rồi, cái tiếng, cái danh thơm tiếng tốt của ta đó không phải nó đồn ở Hòa Hảo này không, nó đồn ở Đồng Tháp này không, mà khắp nơi đều biết đến cái danh thơm tiếng tốt cái người giữ giới nghiêm trang của chúng ta. Rõ ràng là chỗ này đó quý vị. Bây giờ chúng ta thấy được, biết được khái nét của giới luật của đạo Phật rồi. Bây giờ trở lại giới luật của Phật giáo Hòa Hảo. Thưa quý vị, Đức Thầy chúng ta Ngài cho biết rõ ràng,
bàn xét như trên toàn thể tín đồ chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân gì. Rõ ràng chỗ này phải không cô bác? Ngài biết được cái trình độ, cái căn cơ của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Nếu mà Ngài không quy nguyên Phật Pháp canh tăng giáo điều từ 250 giới, từ 348 giới của Đức Phật khi xưa, mà Ngài gói gọn lại thành 8 điều răn cấm, thì bây giờ cô bác mình hành nổi 250 giới, 348 giới nổi không quý vị? Xin thưa không quý vị ạ. Đức Thầy Ngài đã rút trong các luật, các kinh, Ngài đã gói gọn lại 348, 250 giới thành 8 điều răn cấm, có 450 chữ thôi. Xin thưa cô bác mình, thưa đồng đạo mình, nhiều khi mình nói ra nghe, nó nghe cả đời, mình tu mấy chục năm nay mình hành chưa nổi đó cô bác. Phải không quý vị? Chứ không phải đơn thuần đâu. Như vậy thì xin thưa cô bác, giới lực của đạo Phật ngày xưa, trong đó có tam tụ tịnh giới, nhiếp lực nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ít hữu tình giới. Thì hôm nay giới lực Phật giáo Hòa Hảo, tức là 8 điều răn cấm của người tín đồ chúng ta, thì cũng có tam tụ tịnh giới, tam tụ tịnh giới đó cô bác ạ. Rõ ràng là cái gì? Xin thưa đồng đạo mình, tôi sẽ phân tích ra cho chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của giới lực Phật giáo Hòa Hảo. Bây giờ cái câu điều thứ nhất, cái điều thứ nhì đó, ta chẳng nên uống rượu cờ bạc, cái đó là gì? Nhiếp lực nghi giới, phải không? Phải giữ cho tròn lưng lý tam can ngũ thường, đó là nhiếp thiện pháp giới. Cái điều thứ nhì cũng vậy, cái điều thứ nhì cũng vậy, đó là chúng ta là có nhiếp lực nghi giới và là nhiếp thiện pháp giới. Cái điều thứ ba, thứ tư, thứ năm, ba điều này là nhiếp lực nghi giới, thầy cấm chúng ta không được làm đó. Rồi cái điều thứ sáu đó, trong đó Đức Thầy cũng dạy chúng ta, đó là nhiếp lực nghi giới và nhiếp thiện pháp giới. Những điều Đức Thầy bắt buộc chúng ta cấm và những điều Đức Thầy khuyên chúng ta làm. Điều thứ bảy là gì? Điều thứ bảy tức là nhiếp thiện pháp giới. Điều thứ tám đó là nhiêu ít hữu tình giới. Như vậy thì xin thưa đồng đạo, thưa cô bác mình đọc, mình phân tích nghe nó hay, nghe nó giòn tay như vậy đó. Mà xin thưa quý vị, bây giờ cái điều thứ nhất thôi, ta chẳng nên uống rượu cờ bạc, ác phiện, chơi bài thơ đàn, điếm, phải giữ cho tròn linh lý tam can ngũ thường. Xin thưa quý vị, nhiều khi cả đời mình làm chưa tròn, phải quý vị? Chứ không phải đơn thần đâu. Nó có 450 chữ thôi, nó có 8 điều thôi, mà khi cả đời chúng ta hành chưa sống. Rõ ràng chỗ này, tôi kể quý vị nghe đó, chẳng những mà chúng ta hành chưa xong, mà chúng ta nhiều khi ta trong cái đời tu chúng ta đó, chúng ta lơ là đến giới lực Phật giáo Hòa Hảo. Có khi chúng ta xem thường cái giới lực của 8 điều răn cấm chúng ta. Có cái bà cụ này đang ngang, bà tu đó là cũng ngon lắm, tinh tấn lắm. Bà đó thì có xu hướng lắm. Bà thấy ở sớm ở đồng đạo mình mặc bộ đồ lam xanh xanh mà hết cái đầu cao cao mát mát, bà cũng làm theo. Mà thật sự ra là bà là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Cô bác mình biết mà khi xưa mà vào thời bao cấp mà đi quỷ lạo, đi cứu trợ nó khó lắm. Đi đến cái địa phương đó chiều phải làm cái danh sách tạm trú tạm vắng, có giấy chứng minh nhân dân trình địa phương, rồi ngủ một đêm sáng ra mới đi được. Thì ai cũng có giấy chứng minh, ta ghi tên tạm trú trên, có bà cụ này không có giấy chứng minh. Như vậy thì chính quyền ta lại ta lấy cái danh sách để giấy chứng minh, để người ta là giữ cái danh sách này cho tạm trú một đêm, thì bà cụ này không có giấy chứng minh. Người ta mới hỏi bà cụ ơi, bà tu theo đạo nào? Thì bà cụ này bà nói sao cô bác biết không? Bà vỗ ngực bà nói xin thưa chú, Hòa Hảo gốc nè, ba đời Hòa Hảo rồi chú. Bây giờ đời con tôi nữa là bốn đời đó. Ông nội tôi Hòa Hảo, đẻ ra ba tôi Hòa Hảo, ba tôi sanh tôi ra Hòa Hảo, bây giờ tôi sanh con tôi nữa Hòa Hảo. Xin thưa quý chú, bốn đời luôn, đừng nói ba đời, bốn đời Hòa Hảo đó. Như vậy thì chính quyền địa phương ta nói tôi tạm tin bà là Hòa Hảo rồi, mà bây giờ xin hỏi bà vậy chứ, bà đọc giới lực Phật giáo Hòa Hảo tôi nghe coi. Nói đến đây bà cụ không thuộc điều nào hết. Quý cô mình, quý chị mình ai có gì không? Có dấu luôn, phải không? Có dấu luôn nha. Như vậy thì bà cụ này không thuộc điều nào hết trơn. Như vậy thì chính quyền nó nói vậy là tôi là chứng tỏ rằng bà không phải là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo rồi. Bất kỳ mình tu theo tôn giáo nào, mình cũng đều biết cái giới lực của tôn giáo đó, mình mới chứng tỏ mình người Hòa Hảo. Như vậy thôi, bây giờ tôi không tin bà là Hòa Hảo. Bây giờ tôi cho bà ngủ riêng bên đây một phòng. Bây giờ chừng nào bà thuộc giới lực Phật giáo Hòa Hảo đây tôi mới tin bà. Cô bác mình biết, ta đi quỷ lạo, ta lội núi ra, ta chiều, ta mệt, ta ngủ thẳng kè hết trơn. Đố vậy bà cụ này sáng một đêm không ngủ, làm gì cô bác biết không? Bắt cái đèn lên, đem cái cuốn tôn chỉ hành đạo ra, 8 điều răn cấm, đọc tới, đọc lui, đọc xuôi, đọc ngược, đọc tới sáng bét luôn, con mắt trắng trời luôn quý vị. Đó,
Sáng ra cái gặp cái chú Chánh Quyền đi tới ngoài cổng, em mắc vô chú ơi, lẹ vô chú hỏi gì bà cụ. Làm ơn chú ngồi xuống đây tôi đọc cho chú nghe. Như vậy thì bà đọc một rơ một tám điều đang cấm xong ở trên cái mấy chú Chánh Quyền nó ở đúng rồi. Như vậy là tôi công nhận bà là người tín đồ Phật giáo bà hảo. Có khi mình tu mình thấy cái việc gì nó lớn mình cần làm, mà có khi tám điều đang cấm mình xem thường mà nói ôi có 450 chữ này nhầm gì. Có khi chúng ta thụ không hết đâu quý vị, phải không? À, như vậy thì xin thưa đồng đạo, thưa quý vị mình, cái tiêu chí thứ nhất Đức Thầy dạy đó là gìn giới luật. Mà ai mà gìn giới luật thì mới giảng sanh cực lạc được. À, nếu chúng ta là người tu mà không giữ giới là không phải là người tu đồng đạo à. Đó là chỗ này. Mình nói mình ăn chay mấy mươi năm, mình làm đạo mấy mươi năm, mình làm từ thiện cho giỏi, mà thật ra giới luật Phật giáo hòa hảo là chúng ta không làm được, lấy gì chúng ta thành Phật? Rõ ràng là chỗ này. Như vậy thì cái tiêu chí thứ nhất đó là gìn giới luật, tức là giữ giới luật đó quý vị. À, không phải là cái chuyên đề giới luật chúng ta xin đi phớt qua thôi. Rồi bây giờ đến cái tiêu chí thứ hai, gìn giới luật rồi nghe kinh. Đức Thầy dạy chúng ta nghe kinh chắc đồng đạo mình ngỡ ngàng phải không? Như vậy thôi bây giờ đó mình đi lại tịnh xá, mình lại chùa của đạo Phật, mình mượn kinh gì mình đọc phải không? À, mình thỉnh kinh gì mình xem, tại vì thầy kêu mình xem kinh nè. Không phải vậy cô bác. Nếu nói cái chữ kinh đó thì chúng ta nói cho nó cụ thể hơn, đó là kinh luật luận, phải không quý vị? Kinh luật luận. Khi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói năm thời kinh suốt 49 năm đó, thì Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, Nhị Thập A Hàm Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bá Niên. Tức là trong năm thời kinh này, Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, kinh Phương Đẳng, kinh A Hàm, kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã, phải không? Rồi là kinh Di Đà, đủ loại kinh hết. Như vậy thì hôm nay là Đức Thầy dạy mình xem kinh, chắc mình đi mượn kinh phải không? Không phải cậu bác, không phải vậy. Chúng ta tự hào rằng giáo lý Phật giáo hòa hảo chúng ta có kinh, có luật, có luận cậu bác. Tại sao chúng tôi dám nói vậy? Bởi vì nội cái quyển 5 không đó đồng đạo, mình thấy trong đó có 4 quyển kinh Đức Thầy đã dạy rồi. Như vậy thì từ quyển nhất đến quyển 5 đó là kinh của Phật giáo hòa hảo đó cậu bác. Lòng hiền dữ dạng sớm chiều, xem kinh niệm Phật mỹ miều, mặc ai phải kinh không quý vị? À, ta thừa dân sắc lĩnh Thế Tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp, tỳ phong hóa dân sanh phù hợp, chấp bút thần tả ít bổn kinh, có phải kinh không đồng đạo? À, như vậy thì từ quyển nhất đến quyển năm là kinh đó đồng đạo. À, à, từ cái quyển tôn chỉ hành đạo đó, tức là quyển sáu đó, là chỉ cho cái gì? Là luật đó quý vị, là luật đó. Còn luận là từ cái bài Lộ Chúc Cơ Quyền trở về cuối cùng cái quyển thi văn của chúng ta, gọi là luận đó đồng đạo. Đồng đạo mình, cô bác mình không cần phải đi mượn kinh, không cần phải đi kiếm kinh để đọc để xem, mà kinh ở đây là chỉ cho cái quyển sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ của cô bác đồng đạo chúng ta có tại nhà đó quý vị, phải không đồng đạo? Như vậy thì kinh ở đây chỉ cho cái quyển sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ Đức Thầy đã sáng tác trong cái giai đoạn 7 năm 10 tháng 7 ngày. Ngài để lại trên dưới 216 bài dài ngắn, trên dưới 90 vạn lời. Đức Thầy chúng ta đã để lại một cái kho tàng pháp bảo vô giá cho người tín đồ Phật giáo bảo chúng ta tận hưởng 85 năm nay, phải quý cô bác? Kể từ ngày 18 tháng 5 năm 1939, hôm nay là chúng ta đã tổ chức thành công kỷ niệm 85 năm. Tức là Đức Thầy chúng ta đã để lại một kho tàng pháp bảo vô giá. 85 năm qua tất cả người tín đồ Phật giáo hòa hảo có được cái kho tàng pháp bảo vô giá tại nhà, phải không quý vị? Như vậy thì hôm nay chúng ta tự hào rằng, chúng ta tin tưởng rằng giáo lý của Đức Thầy chúng ta là kinh, giáo lý Đức Thầy chúng ta là luật, giáo lý Đức Thầy chúng ta là luận đó đồng đạo. Cô bác mình biết là khi xưa thì có ông Hương Hào Diệp đó, thì một cái vị tín đồ đó là phải nói là ngoan của thầy. Ngài ông là tu hết sức là nghiêm ngặt, ông tu chinh chắn lắm. Một ngày như vậy thì ông cúng lại ba thời, mà mỗi một thời như vậy thì ông niệm Phật 2 tiếng đồng hồ. Như vậy mà cái giai đoạn thời gian đó ông đã tu trì hành niệm Phật là hết sức là tinh kiên. Ông phải nói là một cái bậc là tín đồ giỏi cái thời Đức Thầy. Thì cô bác mình biết thì
cái lúc mà Đức Thầy bị an trí tại nhà ông Ký Giỏi tại Bạc Liêu đó, thì ông Hương Quảng Diệp đi xuống thăm Thầy. Thăm Thầy thì nói chuyện thăm Thầy giả lã xong, thì lúc này Đức Thầy mới nói với ông Hương Quảng Diệp thế này: nói tôi nói cho ông nghe nghe, ông đó là cái người tín đồ, đó là tôi công nhận là người tín đồ ngoan đó, ông niệm Phật nhiều đó, mà tôi nói cho ông biết, ông nên chừa thời gian ra ông xem kinh. Ông xem kinh để đọc sách, để mở mang cái trí tuệ của mình. Lúc này ông Hương Quảng Diệp nói sao? Nói Thầy ơi, con nói thật với Thầy, bao nhiêu năm nay đó con đó là quy y tu theo Thầy, là con trung thành với giáo lý của Thầy. Ngoài ra con không có xem một cái quyển sách, cái quyển kinh, cái quyển nào hết. Như vậy thì Đức Thầy nói không, tôi cho phép ông xem kinh. Ông xem kinh để mở mang trí tuệ, để cái sự hiểu biết của ông nó càng lớn thêm, nó càng rộng thêm. Mà điều đặc biệt là ông xem kinh, mà khi mà ông hành đạo đó, thì làm ơn ông hành tôn chỉ hành đạo của tôi. Như vậy thì ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Bây giờ mình muốn trọng Phật mà mình có hiếu thảo với ông bà cha mẹ chưa? Mình có làm bổn phận người con đối với cha mẹ ông bà chưa? Rồi bây giờ đồng đạo mình muốn trọng Phật thì mình đền ơn đất nước chưa? Rồi bây giờ chúng ta muốn trọng Phật thì đền ơn tam bảo chưa? Rồi bây giờ muốn trọng Phật đó, chúng ta đền ơn đồng bào nhân loại chưa? Nào là lưng lý tứ ân phải lo đền đáp sát thân mới còn. Như vậy thì muốn trọng Phật, muốn dâng theo lời Thầy, thì nhất quyết là chúng ta phải đền trả tứ ân. Như vậy mới trọng Phật đó các bác. Rõ ràng chỗ này đó. Rồi bây giờ tiếp theo nữa, Đức Thầy dạy đó, cúng xong rồi làm gì? Niệm Phật, phải không? À, Đức Thầy dạy cúng xong rồi thì niệm Phật. Đức Thầy dạy có hai cách niệm Phật. Một là niệm Phật theo thời pháp, hai là niệm Phật ngoài thời pháp. Đồng đạo cô bác mình nói về vấn đề chương trình niệm Phật thì đồng đạo mình rành rồi, phải không? Đức Thầy dạy cúng xong muốn ngồi niệm Phật cũng được. Ngồi bán già thẳng lưng niệm Nam Mô Di Đà Phật 6 chữ, hoặc niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc 37 chữ. Niệm nhiều hay ít tùy theo sức khỏe của mình, phải không quý đồng đạo? Bây giờ Đức Thầy dạy mình là môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa, hay là lòng thương chúng thiết phương tịnh độ đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành gì nữa quý vị, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành gì nữa quý vị, được cứu cánh về nơi an dưỡng chỉ một kiếp tây phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Như vậy không niệm Phật sao được? Có niệm Phật mới được dứt mê đồ, mới thoát luân hồi được. Như vậy thì cái cách niệm Phật thứ nhất, Đức Thầy dạy chúng ta niệm Phật theo thời pháp, phải không? Hết sức là đây là cơ bản. Mà bây giờ mà mình khi mình cúng xong mình không niệm Phật, mình niệm gì quý vị? Cái thời gian mà mình cúng xong mình đi uống cà phê, mình đi coi truyền hình, mình xem tivi nó phí lắm để mình niệm Phật. Mà bây giờ cô bác nghĩ coi, Đức Thầy dạy đó là niệm Phật theo thời pháp của người tại gia cư sĩ. Bây giờ ngoài ra cái người tại gia cư sĩ đó không có nhà nhà cửa, cái cuộc sống người ta nó khác với cái người tại gia cư sĩ. Thí dụ những người thương buôn ở chợ nè, những người sống ở dưới biển nè, làm nghề đánh cá nè, rồi ba ngôi thờ cúng đâu là họ có ba ngôi thờ cúng họ niệm Phật. Như vậy thì Đức Thầy biết được cái căn cơ trình độ, cái cuộc sống của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Đức Thầy đưa ra cái phương pháp thứ hai nữa là niệm Phật ngoài thời pháp, phải không quý vị? À, ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà, Phật chẳng chấp chẳng nại thời khắc, ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, phải không quý cô bác? Hết sức là dễ dàng. Cô bác mình nghĩ coi, ngang Đức Thầy dạy cái phương pháp ngoài thời phá tứ tướng quay nghi đó, phải nói cho không mất một thời gian mà không mất một cái không gian nào hết. Đồng đạo mình vừa làm được sinh hoạt gia đình, vừa giúp gia đình mà vẫn niệm Phật được. Tại sao chúng tôi nói vậy? Quý cô, quý chị mình nghe, sáng ra đó là xách xách đi chợ, chúng ta đã niệm Phật từ nhà tới chợ. Mua đồ xong niệm Phật từ chợ về nhà, phải không? À, về nhà của quý vị nè, quét nhà niệm Phật được. À, rồi nấu cơm niệm Phật được, bữa củi niệm Phật được, gánh nước niệm Phật được, lặt rau niệm Phật được, may đồ niệm Phật được. Rất dễ không cô bác? Quá dễ không? À, rồi bây giờ quý chú mấy anh mà sáng ra chạy đi làm từng từng bước chân chạy xe niệm Phật được, đi đồng đó là cấy lúa cuốc phai nhổ cỏ, chúng ta vẫn niệm Phật được. Bởi vì Đức Thầy cho biết sao? Niệm Phật
Đây là cái phương pháp để diệt cái vọng niệm chúng sanh. Bởi vì trong tâm niệm chúng sanh, niệm niệm mê lầm chẳng dứt. Bởi vì cái vọng niệm thế trần ấy làm cho cõi lòng không an lạc, phiền não ngăn che, chân tâm mờ ám. Hễ hôm nay chúng ta thành tâm niệm Phật, mà chúng ta niệm được một niệm Phật thì lìa được một niệm chúng sanh. Nếu chúng ta niệm niệm Phật thì lìa tất cả niệm chúng sanh. Niệm đến nhất tâm bất loạn thì lúc này lòng ham muốn và tình dục còn đâu mà nảy sinh ra được. Quá tuyệt vời không các bác? À, niệm Phật là niệm ngay cái bản lai thanh tịnh của Phật, để cho lòng chúng ta nương theo đó mà không còn trược nhiễm trần ai. Chúng ta tin tưởng rằng Đức Thầy dạy chúng ta muốn trọng Phật thì chúng ta phải thực hiện theo những cái phương pháp. Đó là gì? Phải là thờ phượng lễ bái đâu đó cho nó trang nghiêm đúng theo lời Thầy dạy. Bên cạnh đó phải cúng lại sáng chiều, bên cạnh đó phải đền trả tứ ân, phải tịnh tam nghiệp vừa thập ác, bên cạnh đó là phải đi đến cái chỗ là niệm Phật giảng sanh. Cô bác mình cứ an tâm đi, trong cái vấn đề đó mà ba món tư lương tịnh độ đó, thì cô bác mình biết cái người hành giả tịnh độ muốn giảng sanh cực lạc thì phải có ba món tư lương tịnh độ. Một là tín, là nguyện, là hạnh, không thể thiếu được. Như vậy thì cô bác mình an tâm, cô bác mình bình thản niệm Phật, để chúng ta đó là trọng Phật, tức là kính Phật. Mà Đức Phật Thích Ca đó là Mâu Ni, Ngài cho biết thế này: một chúng sanh nào, một thiện nam nào, một tín nữ nào, khi nghe đến hồng danh Đức Phật A Di Đà, chúng ta thành tâm niệm. Niệm đó là từ một niệm đến mười niệm. Niệm đến nhất tâm bất loạn thì lúc này được ta và thánh chúng hiện ngay trước mặt người đó. Nếu người này khi mà nhắm mắt lìa đời, tâm không điên đảo thì chắc chắn được vãng sanh cực lạc. Nếu không được như vậy, ta không ngồi nơi chánh đẳng chánh giác. Như vậy mình ham niệm Phật không có gì, phải không? À, quá ham cái gì? Như vậy thì thưa đồng đạo, thưa cô bác mình, bây giờ mình biết được cái cách niệm Phật Đức Thầy dạy, biết được lời giới thiệu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã cho biết rồi. Bây giờ trở lại chúng ta phải biết được cái công năng của niệm Phật như thế nào, phải biết ý nghĩa của câu niệm Phật thế nào, lúc đó chúng ta hành trì niệm Phật mới có kết quả cao. Có khi mình niệm suông Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chứ chúng ta không biết ý nghĩa như thế nào. Có không quý vị? Có khi có bà cô này, bà cụ này, bà là chuyên đi niệm Phật. Thì một hôm sáng ra thì bà xách áo dài chuẩn bị niệm Phật. Có đứa cháu ngoại nhỏ nhỏ này, nó hỏi bà ngoại ơi, hôm nay bà đi đâu bà ngoại? Thì bà ngoại mới nói đi niệm Phật chứ đâu mày. Như vậy thì đứa cháu nó hỏi niệm Phật là như thế nào, bà nói con nghe bà ngoại. Bà ngoại này đâu biết ý nghĩa niệm Phật thế nào. Bà quay qua bà nói với đứa cháu ngoại, bà nói niệm Phật thì niệm Phật chứ gì mày hỏi mày. Xin thưa quý vị, có khi cô bác mình, quý cô, quý chị mình, đồng đạo mình, có khi mình đi niệm Phật như vậy đó, mà chúng ta không hiểu được cái ý nghĩa câu niệm Phật. Như vậy thì chúng ta niệm Phật đâu có kết quả. Như vậy thì muốn đi đến cái chỗ kết quả trong cái chương trình niệm Phật thì trước tiên chúng ta phải biết được cái ý nghĩa câu niệm Phật. Đó là Nam Mô A Di Đà Phật như thế nào, để chúng ta đặt trọn cái niềm tin, để chúng ta niệm Phật để cầu vãng sanh cực lạc, Đức Phật A Di Đà cứu độ mình. Bây giờ đầu tiên nhất là phải tìm hiểu ý nghĩa thế nào. Bây giờ cái chữ Nam Mô là gì, A Di Đà là gì, Phật là gì? Như vậy chúng ta mới vững cái lòng tin niệm Phật mới được. Chứ bây giờ chúng ta muốn làm ruộng, có một cái công ruộng 1 tấn, tức là 1.000 kg, mà không có cái phương thức canh tác như thế nào, bón phân thế nào, rồi xịt thuốc thế nào, vô nước thế nào, rồi chúng ta đó là không làm được cái canh tác gì thì đâu có được tấn lúa. Như vậy thì hôm nay chúng ta muốn trọng Phật, dâng theo lời Thầy dạy, dâng theo lời Phật dạy, thì chúng ta niệm Phật phải biết được ý nghĩa câu niệm Phật. Bây giờ đầu tiên nhất chúng ta tìm hiểu coi cái chữ Nam Mô là gì. Nam Mô là cung kính kính lệ danh hiệu Đức Phật Thích Ca. Hay là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng dùng cái chữ Nam Mô niệm ngay thánh hiệu Đức Phật A Di Đà. Hay là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Như vậy cái chữ Nam Mô còn gọi là danh từ chung cho các vị Phật, phải không quý đồng đạo? Rồi bây giờ tiếp theo nữa, cái chữ A Di Đà là gì? A Di Đà là vô lượng thọ, là vô lượng quang, có gì lạ đâu quý vị. Đức Phật một hôm Ngài còn tại thế đó, một hôm Ngài nói thế này: này Xá Lợi Phất, vì sao Đức Phật A Di Đà còn gọi là vô lượng thọ? Bởi vì cái tuổi thọ Đức Phật A Di Đà đó, Ngài sống vô lượng vô biên A Tăng tỳ kiếp, không thể nào đo tính đếm được, như vậy gọi là vô lượng thọ. Quý cô quý chú mình có biết Đức Phật A Di Đà sống nhiêu tuổi không? Xin thưa không, phải không? Như vậy mới gọi là vô lượng thọ. Rồi một hôm Đức Phật nói thế này: này Xá Lợi Phất, vì sao Đức Phật A Di Đà còn gọi là vô lượng quang? Bởi vì cái hào quang, cái trí tuệ của Đức Phật A Di Đà đó,
nó sáng qua từng cành cây ngõ lá, nơi nào chốn nào cũng đều tiếp cận qua cái hào quang trí tuệ của Đức Phật A Di Đà. Như vậy mới gọi là vô lượng quang, phải quý vị? Bây giờ chúng ta biết là cái ý thứ hai gọi là A Di Đà là như thế nào rồi. Bây giờ tiếp theo đồng đạo mình tìm hiểu cái ý thứ nhất, thứ cuối cùng đó là cái chữ Phật như thế nào. Phật thì Đức Thầy giải hết sức rõ phải không? Phật là giác giả là tỉnh giả. Phật là toàn thiện, toàn mỹ, bác ái vô cùng, quyết cứu vớt chúng sanh ra khỏi dòng trầm luân khổ hải, như thế gọi là Phật. Phải không quý vị? Còn một cái ý nghĩa Phật hết sức là độc đáo nữa. Khi xưa Đức Phật còn ở thế gian đó thì trên đoạn đường đi đó thì có ông Đạo Bà La Môn. Ông đi đến đối diện Đức Phật thì ông quỳ xuống. Ông nói: kính thưa ông Cù Đàm, như thế nào gọi là Phật, xin ông giải rõ. Lúc này Đức Phật Ngài đã ôm tòm trả lời hết sức là tuyệt vời quý vị. Đức Phật nói thế này: Phật là như hoa sen đẹp đẽ, dầu ở bùn nhơ nước đục, tâm ta không ô nhiễm, như thế gọi là Phật. Phải không quý vị? Mặc dù Đức Phật ở thế gian suốt 49 năm hoằng truyền chánh pháp, đem lại cái lợi ích lớn lao cho tín đồ, cho nhân loại chúng sanh đi đến chỗ giải thoát, Ngài cũng sinh hoạt bình thường, cũng ăn cơm, cũng uống nước, cũng ăn, cũng ngủ, cũng nghỉ như mình, mà điều tâm Ngài không nhiễm. Đó, tâm Ngài không ô nhiễm mới gọi là Phật. Vì vậy mà ca dao nhà Phật cho biết thế này nè quý vị: trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại khen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Vào à, như vậy mới gọi là Phật. Còn mình nhiễm đủ thứ hết trơn, biết nào thành Phật quý vị? Phải không? Bây giờ như vậy thì mình muốn trọng Phật, tức là mình phải biết được cái cách niệm Phật, hiểu được cái ý nghĩa câu lục tự như thế nào rồi. Mình phải biết được cái công năng của cái sự niệm Phật. Đó, phải không? À, như vậy thì chúng ta mới thực hiện đúng theo cái hoài bảo của Thầy, đó là giữ gìn giới luật, nghe kinh, trọng Phật. Phải quý cô bác? Bây giờ đó, cô bác mình nghĩ cái đơn thuần thôi. Bây giờ khi mà bên đó là cái bộ giao thông đó, cảnh sát giao thông đó, người ta muốn lập cái trật tự an toàn giao thông cho người đi đường an toàn ở tính mạng, để vấn đề tốt trên cái đường để tham gia giao thông đó, người ta là làm cái đèn đỏ, phải không? À, làm cái đèn đỏ ngã ba, ngã tư, ngã năm gì đó. Khi đèn vàng là báo hiệu sắp sửa qua đèn đỏ. Khi mà đèn đỏ thì mình dừng, đèn xanh thì mới được quyền chạy. Phải với cô bác? Người tín đồ Phật giáo hòa hảo mình cũng vậy. Đức Thầy dạy chúng ta muốn trọng Phật là những điều gì Đức Thầy cấm không nên làm, mình thực hiện đúng là mình trọng Phật đó các bác. Những điều gì Đức Thầy khuyến khích chúng ta làm, mình thực hành theo là trọng Phật đó các bác. Rõ ràng chỗ này. Làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Bây giờ Đức Thầy khuyến khích chúng ta là làm hết các việc từ thiện, là chúng ta là chúng ta thực hiện đúng là trọng Phật đó. Tránh tất cả những điều độc ác thì chúng ta tránh, đó là trọng Phật đó. Quyết rửa tấm lòng cho trong sạch là chúng ta niệm Phật chứ có gì. À, như vậy thì thưa đồng đạo, thưa cô bác, thưa quý vị, qua ba cái tiêu chí trên đó là gìn giới luật, nghe kinh, trọng Phật. Đây là ba cái yếu tố then chốt trong một cái đoạn giảng sáu câu này. Nếu người tín đồ nhà Phật, người tín đồ Phật giáo hảo chúng ta thực hiện đúng theo cái tiêu chí ba cái tiêu chí trên đó là gìn giới luật, nghe kinh, trọng Phật, thì bảo đảm quý vị đến lâm chung là chỉ cho cái giai đoạn cuối cùng của cái người tu chúng ta. Bởi vì đến lâm chung tức là chết đó quý vị, tức là cái hơi thở cuối cùng để bỏ cái xác này, để chúng ta có cái thân xác khác, để chúng ta về cõi cực lạc. Như vậy thì đến lâm chung tức là chỉ cho cái giai đoạn mạng chung, tức là chỉ cho cái giờ chết của chúng ta. À, đến lâm chung quả lành đâu mất, tức là cái quả lành là gì? Quả lành là cái nhân chúng ta tạo trong đời tu của mình. À, chúng ta biết tu thân hành thiện nè, biết gìn giới lực, biết xem kinh, biết cộng Phật, thì đảm bảo quý vị thì cái quả lành nó đến chúng ta. Như vậy thì cõi Tây Phương chư Phật đại trợ. Như vậy thì Đức Thầy cho biết là về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu. Thưa toàn thể chư quý vị, thưa đồng đạo, hết giờ. Thì thưa quý vị, thì hai câu cuối thì Đức Thầy chỉ cho đó là đến lâm chung, tức là chỉ cho cái giây phút cuối cùng, đó là
là chúng ta là chết đó, tức là mạng chung đó, thì quả lành đâu mất, tức là chúng ta đã gieo cái nhân lành, tức là cái nhân giữ giới, cái nhân xem kinh, cái nhân trọng Phật, cái nhân tu đó là tam nghiệp, là chúng ta có được cái bờ điều lành, thì đến lâm chung quả lành đâu mất là cõi Tây Phương chư Phật đại chờ, tức là cái cõi Tây Phương cực lạc là đón chúng ta về cái cõi cực lạc để tiếp tục chúng ta về đó chúng ta tu tiếp, để chúng ta có cái phẩm vị cao hơn ở cái cõi cực lạc Tây Phương. Thì thưa toàn cả chư đồng đạo kính mến, thì qua 6 câu giảng trên, thì cái câu thứ nhất, thì khi mà Đức Thầy Ngài đã cho biết đó là cõi ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế, thì lúc này Ngài đã cho biết là cái thân tứ đại nó giống như cái đèn mà nó cạn dầu, tim nó lụng. Như vậy thì chỉ cho là cái phương pháp là chúng ta để biết nhận ra được cái thân vô thường, cái hoàn cảnh vô thường, sát thân vô thường để chúng ta giác ngộ tu hành. Thì cái ý thứ hai Đức Thầy dạy chúng ta đó là tu thân, tức là chúng ta phải tịnh tam nghiệp, chừa thập ác, làm sao trong đời tu mình là 10 cái điều ác chúng ta sẽ chuyển thành 10 cái điều lành. Rồi kẻo trễ ở đây là chúng ta phải nhanh chân, phải lẹ, bởi vì thời gian như ngọc như ngà, một giây một phút một tòa ngọc châu, thì chúng ta mới kịp câu ác. Chúng ta mà mãi chần chờ thì đó là e rằng không gặp được thầy. Thì qua cái câu cái ý thứ ba đó thì dạy chúng ta đó là chúng ta phải ý thức được để trễ, đó là trễ cái phương pháp vô thường, trễ là khi Đức Phật ra đời. Cái ý thứ ba là trễ thời đại kỳ là Đức Phật ăn xá. Rồi đến qua cái câu thứ hai đó, mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng, là thầy chỉ chúng ta trong cuộc sống đời thường chúng ta đừng để làm phạm pháp. Trên cái con đường tín ngưỡng tâm linh thì chúng ta không để là gây ra tội, để khi cuối cùng chúng ta ăn năn hối cải cũng không kịp quý vị. Rồi cái câu thứ ba là chia cho bằng ta sớm lo toan, có chỗ chia cho bằng thì không gì hơn sớm lo toan, tức là toan tính lo liệu. Trên cái đời tu chúng ta, cái công việc sắp tới, cái đường tu sắp tới, là bên cạnh đó câu thứ tư Đức Thầy dạy là phải gìn giới lực, nghe kinh trọng Phật. Đây là ba cái yếu tố then chốt trong một cái đoạn giảng 6 câu này. Người hành giả đạo Phật, tức là người tín đồ Phật giáo hòa hảo, khi muốn về cực lạc, muốn đi đến cái chỗ phẩm vị giảng sanh ngôi cực lạc đó, thì không gì hơn chúng ta phải gìn giới lực, phải nghe kinh, phải trọng Phật. Thì thưa quý vị, qua 4 câu giảng trên, đây là một cái phương pháp phải nói là giáo dục khoa học của Đức Thầy. Ngài dạy cho tín đồ thì trong cuộc sống đó thì chúng ta thực hiện tốt cái bổn phận là tu nhân của con người. Trên cái chương trình đó là học Phật thì Đức Thầy dạy chúng ta là phải gìn giới luật, phải nghe kinh, phải trọng Phật, thì cuối cùng thì được giảng sanh nơi miền cực lạc. Đó là cái tiêu chí của cái người tu tín đồ Phật giáo bảo chúng ta. Mà trong cái câu ngũ nguyện cầu đó thì Đức Thầy đó là dạy thì mình hàng ngày đã có cái bổn nguyện đó: Nam mô ngũ nguyện cầu Phật Tổ Phật Thầy, từ bi xá tội đệ tử tiêu tai, tịnh sự trí huệ, thông minh, giai đắc đạo quả. Thưa quý vị, đó là một cái lý tưởng, đó là cái bổn nguyện lớn lao của người tu. Cuối cùng thì chúng ta đi đến chỗ giai đắc đạo quả. Đó là một cái tiêu chí lớn lao của người tín đồ Phật giáo hảo chúng ta. Thì thưa quý vị, thì qua 6 câu giảng trên thì đến đây thời gian nó cũng có hạn, thì xin được tạm dừng. Thì thưa đồng đạo kính mến, trong quá trình trình bày thì có điều chi chưa đầy đủ, nó cũng còn thiếu sót, thì mong quý vị cũng hoan hỷ bổ chính cho. Tôi thành thật tri ân trước. Thì trước khi dứt lời rời khỏi diễn đàn chia tay quý vị trong cái buổi gặp gỡ hôm nay, chân thành cảm ơn ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hòa đã quan tâm chiếu cố, đã ngỏ lời mời cho lần thứ hai chúng tôi được về đây vào năm 2024 này để được gặp gỡ, tâm tình chia sẻ tất cả đồng đạo chúng ta. Thì cuối cùng thì kính chúc tất cả các ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã bạn, cũng như ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Hòa này, chúng ta đoàn kết tốt, để mỗi ban trị sự chúng ta lèo lái con thiền đạo, tức là cái nhiệm kỳ 6 của 2024-2029 của ban trị sự cơ sở chúng ta đi đến cái chỗ phát khai rực rỡ. Kính chúc tất cả đồng đạo chúng ta trong hội trường này thì trong cuộc sống thì luôn luôn lúc nào cũng được sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt, và thành đạt nhiều lĩnh vực. Cuối cùng kính chúc tất cả quý vị qua 4 câu giảng như sau: đó là tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước bích mùa xuân, để sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dày gió dạng xương. Thân ái kính chào. Nam mô A Di Đà Phật.
mời đồng đạo mình cho một tràng pháo tay. Kính thưa, vừa qua giáo lý viên đã đem sở học của mình cống hiến cho chúng ta một bài pháp thoại thật là hữu ích. Vậy ban tổ chức chúng tôi thành thật xin cảm ơn ông. Tiếp theo phần bế mạc đáp từ của ban tổ chức, chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Khỏa, trị sự xưa viên phụ trách khánh tiết đến là đọc lại bài lời khuyên bổn đạo. Vậy trân trọng kính mời ông. Vui mừng ra chốn hiền lương, dốc lòng mở cửa Phật đường đổ dân. Là ăn cơm mà giờ ra về. Ăn thánh tử. Vô cũng không được, mà ra cũng không được. Có con rùa đó.